lại Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật, thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày 21 tháng 8. Trước khi đi vào bài giảng, tôi cũng xin cầu chúc cho Pháp hội của chúng ta, cũng như toàn thể Pháp giới chúng sanh, đều chóng giảng sanh cực lạc và thành Phật Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật. Mô Phật, thì chư Phật tử biết rằng trong cái thời buổi mạt Pháp của chúng ta thì Pháp môn tịnh độ là thù thắng hơn hết. Thì Đức Phật Thích Ca sở dĩ ra đời là vì cái sự đau khổ của chúng sanh. Nếu không có khổ thì không có Phật Thích Ca. Mà trước Thái tử Sĩ Đạt Ta thì đã có 62 tôn giáo bạn đã giải quyết vấn đề sanh tử. Đó là một chuyện lớn nhất mà tất cả các tôn giáo và tất cả mọi người nếu có một chút suy tư thì phải đặt vấn đề đó là lớn nhất. Sanh tử là đại sự, là việc lớn. Thành ra Thái tử ở trong cung thì không biết gì vấn đề già bệnh chết, bị vua cha bưng bít hết. Mà với cái tuổi trẻ vừa đẹp trai, vừa khỏe mạnh, vừa văn võ song toàn, thì cái tuổi đó thì thấy cuộc đời là tươi đẹp. Nhưng sau khi qua ba cửa thành rồi thì ngài thấy cái già, cái bệnh, cái chết. Thì chúng ta thấy thường lắm, mà chúng ta, cả tôi và Phật tử nữa, hầu như chúng ta chai liền. Quý vị là đi quỷ lão rồi, ở đây thì hầu hết chắc có đi tham quan quỷ lão, đi chỗ khuyết tật, đi mấy người giờ dưỡng lão, đi bố thí, đủ thứ hết. Thì người già, người bệnh, người chết, hầu như ở đây ai cũng có từng thấy qua hết. Mà chúng ta tỉnh queo hả? Tỉnh bơ hả? Mà Thái tử chỉ thấy có một lần thôi, mà ngài thấy nó gặm nhấm ngài, ngài thấy nó nhức nhối. Ngài nói ôi cuộc sống con người nếu mà già bệnh chết đeo theo mãi thì sống có ích lợi gì? Sống mà sống trong đau khổ, có một cái gì không già không bệnh không chết không? Thì sa nạc nó không có đâu Thái tử ơi. Rồi đây Thái tử cũng vậy thôi, Thái tử cũng già cũng bệnh cũng chết thôi. Thì cái đó nó cứ đeo đẳng ngày mãi. Ngài cứ canh cánh bên lòng về vấn đề chấm dứt sanh tử luân hồi, sanh thân rồi lớn rồi già, rồi đau rồi chết, lìa qua một đời, rồi theo nghiệp luân hồi trở lại, cũng sanh thân, cũng mãi tấn tù, bánh xe tứ khổ quay cuồng, sanh già đau chết theo guồng chuyển sai, người đời mãi tạo dây gọng nghiệp, để rồi ra chịu tiếp lưng trầm, việc làm người vẫn vô tâm, nào ai có chỗ lạc lầm về sao? Ai là kẻ thương nhau dìu dắt, chỉ cho người biết chắc lối đi, vượt qua khỏi đám rừng mi, thoát ra số kiếp lưu ly trở về. Thì chúng ta chỉ có Thái tử Sĩ Đạt Ta thôi, con người đã tìm ra con đường giải thoát. Thì chúng ta thấy rằng ngài thao thức cái đó, rồi sau đó ngài xin vua cha ba lần, vua cha không cho, vì ngài là con một. Nếu ngài đi rồi ai nối ngôi thái tử, ai làm vua, thì cái dòng họ Thích phải tiêu diệt thôi. Thì thái tử cứ canh cánh bên lòng hoài, ngài buồn rầu, ngài thao thức. Rồi vua cha thấy cái mặt đứa con thái tử mình giàu thì vua cha không đành lòng, biết rằng trước sau thái tử cũng ra đi thôi. Đó, thành ra ngài mới tìm cách để trói cột thái tử lại. Nhưng mà con chim đại bàng đó làm sao mà trói thuộc cho được. Rồi thì cuối cùng đó, ngài mới họp hết các quan lại, hỏi làm sao mà giữ thái tử. Thì đã cất bốn chỗ cho thái tử rồi, mùa xuân ở chỗ mát mẻ, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Nhưng mà thái tử vẫn giàu mãi, vì cái vấn đề sanh già bệnh tử nó cứ đeo đẳng ngài, nó cứ nhức nhối ngài.
Thì cuối cùng đó thì vua cha mới bế tắc hỏi các quan bây giờ làm sao. Cứ tam nhật đại yến, thất nhật tiểu yến, ba ngày đại yến, bảy ngày tiểu yến, thế mà không trói cột ngày được. Thì cuối cùng hội tất cả bô lão, tức là mấy ông già thì kinh nghiệm, thì có ông già đưa tay lên, bây giờ thái tử con chim đại bàng đó không thể nào, con chim phượng hoàng không thể nào cột chân nó được đâu, chỉ còn cách cuối cùng, xiềng xích gì, sắt cách mấy thì nó cũng bứt đứt hết, chỉ có một sợi tóc thôi là có thể trói cột nó lại được. Cái gì biết sợi tóc là cái gì không? Một trà, một rượu, một đàn bà, ba cái lăng nhăng nó quấy ta, thì chỉ có sợi tóc là cột thái tử được thôi. Thì từ đó mới bắt đầu là chính nước, có người đẹp nào, công chúa hay là công nương nào đẹp đẽ đều phải ra mắt thái tử. Thì cuối cùng có vua, con vua Thiện Giác nào là công chúa Gia Du Đà La, sắc nước hương trời, đẹp hơn tất cả các công chúa khác và các phụ nữ khác, thì được thái tử đồng ý. Nhưng Thiện Giác đâu phải dễ, con tôi là lá ngọc cành vàng mà, nếu thái tử muốn biết bao nhiêu thái tử, các bao nhiêu là công tử ở các nơi đã cầu hôn mà nó không đồng ý, thì thái tử phải thắng hết tất cả những người đó, thì thái tử mới được chiếm cái quả tim vàng của con tôi. Và cuối cùng là cuộc thi tài, thì thái tử chúng ta biết là con người văn võ song toàn, thì ngài phải thắng thôi. Nhưng khi về với công chúa rồi, thì một thời gian ngài thấy cũng trở lại cái vấn đề sanh già bệnh chết thôi. Rồi đây vài chục năm đó, mình cũng già, công chúa cũng thành bà già thôi. Bây giờ trẻ đẹp, thoáng mắt ngây thơ là thoáng đẩy đà, tai bầm, tai bế, kế xuôi giá, da nhăn, tóc bạc, rồi răng rụng, đám cúng cầu an, đám tống ma, đời người có 28 chữ thôi. Thoáng mắt đẻ ra 3-4 tuổi thì thấy nhỏ xíu à, nhưng mà 7-8 năm, 9-10 năm thì ta có hồng hồng tuyết tuyết, mới ngày nào còn chưa biết cái chi chí, 15 năm thấm thoát có ra gì, chực nghĩ lại đã đến kỳ tơ liễu. Chừng 10 năm, 15 năm là 18 rồi, thì bắt đầu trổ mã rồi. Ta nói 17 bẻ gãi sừng trâu đó, gái 28. Nhưng mà có ai ngờ đâu là cuộc đời nó đau khổ. Người ta nói gì, qua nở rồi qua lại héo tàn, làm thân con gái nghĩ thầm than, xưng sang đem đến đời tươi thắm, hè lại dứt đi giấc mộng vàng. Thì tổn thân người nữ là khổ hơn người nam. Đó, thì thái tử thấy rằng công chúa xinh là xinh đẹp, nhưng mà chừng 10 năm, 20 năm thì công chúa cũng thành bà già thôi. Da nhăn má cóp rồi răng rụng, rồi đám cúng cầu an, rồi đám tống ma, rồi mình cũng sẽ ra đi thôi. Rồi còn lại cái gì? Còn lại mấy ông với bà biết sanh ra là để làm cái gì không? Sanh ra đời, mấy ông sanh ra, đứa bé sanh ra đời để làm cái gì mấy bà biết không? Để làm gì? Hả? Để mà chết, phải không? Có ai sanh ra mà sống hoài không? Sanh ra là để tử. Tử là để làm gì? Để là sanh cái thân khác nữa, hoặc là thân người, hoặc là thân trời, hoặc là thân trâu, bò, heo, chó. Có phải vậy không? Chút nữa chúng ta đi sâu vào cái đó, để mấy ông bà biết mình từ đâu đến đây, đến đây để làm gì, rồi mình sẽ đi về đâu, rồi khi chết còn lại cái gì, cái đó nó ở đâu, hiện giờ mình ngồi đây, cái linh hồn nó ở đâu, có linh hồn hay không, làm sao chứng minh cho người ta biết rằng có linh hồn trong hiện tại. Đó là vấn đề tôi cũng bàn với quý vị hôm nay, nhưng mà không biết có đủ thời giờ không, nếu không thì bữa ăn ba chúng ta bàn cho sâu, bàn mổ xẻ cái con người quý vị ngồi đây không đầy 2 thước, nó phức tạp còn gấp hàng tỷ lần cái máy vi tính mà nối mạng gì nó đó, không có bằng 1/1 tỷ của con người chúng ta, mà chúng ta chả hay biết gì hết. Thì hôm nay chúng ta bắt đầu mổ xẻ, mỗi người mổ xẻ lấy mình nha, chứ không mổ xẻ người khác. Mình mổ xẻ lấy cái con người mình, coi nó gồm có cái gì bao nhiêu.
nó phức tạp lắm á, quý vị không để ý thôi. Thành ra trở lại là sau khi Thái tử thấy như vậy rồi thì ngài cũng giàu giàu trở lại thôi. Rồi cuối cùng bảy ngày đại yến, ba ngày tiểu yến thì ngài thấy nhàm chán. Rồi hôm đó thì công chúa sau khi lấy gia đình với ngài, một năm sau sanh ra đứa con, thì vua cha rất mừng, mới chạy cho thái tử hai, nhờ thái tử đặt tên con. Thì ngài hay cái tên đó, ngài vừa vui vừa buồn. Quý vị biết vui cái gì không? Vui là có người nói giỏi, buồn là thêm sợi dây trói cột nữa. Con là nợ, vợ là quan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Thì vua cha xin thái tử đặt tên cho đứa con. Thì thái tử đặt tên gì mà ông bà biết không? Rahula, tức là La Hầu La, dịch ra tiếng Việt mình là sợi dây trói cột. Tên con là tên sợi dây trói cột. Thì từ đó thái tử quyết chí phải ra đi thôi, nếu ở lại nữa thì thêm hai ba xuống nữa thì làm sao mà giải thoát. Mà bây giờ mà đang đẻ trung mà để già đi rồi lấy sức khỏe đâu mà trở lại tìm hiểu con người mình. Đó, do đó thái tử đi qua cửa thành thứ tư thì mới gặp ông đạo sĩ. Thì thái tử mới hỏi ông đi tu để làm cái gì. Nói tôi đi tu để chấm dứt vấn đề sanh già bệnh chết. Thì thái tử hỏi được sao? Mà nói nếu không được tôi đi tu làm chi? Chắc chắn là phải được thôi. Nhưng mà thái tử phải sống đời sống con hạt, tức là sống đời sống xuất gia. Gà nhà có lúa thì than hồng cận, hạt nội vô lương lượng khắp trời. Tức là gà mà có lúa ăn đó thì cái chảo nước sôi nằm bên đó, còn con hạt thì nó bay khắp trời, bữa đói bữa no, nhưng mà nó khỏe, nó không bị trói cột. Quý vị thích làm con hạt hay con gà? Hả? Gà hay hạt? Ai thích làm con hạt đưa tay lên nè, đưa cho mạnh lên chứ. Ơi cảm ơn, để tay xuống. Như vậy thích làm con hạt thì đi gội đầu, ráng đưa tay lên mạnh, thấy không? Tôi vừa nói rồi, con hạt thì phải sống đời sống vô gia đình, không nhà, không cửa, không vợ, không con, không tiền, không bạc. Ngày đi xin ăn, đêm ngủ dưới gốc cây, bát cơm xin ngàn nhà, thân chơi ngàn dặm xa. Muốn cùng đường sinh tử thì phải xin ăn tháng ngày qua. Đó là Phật Thích Ca, cái con thích không phải của tôi nha. Rồi Di Lặc đó thì thị hiện là đại bố hòa thượng, mang cái túi bự đi đó. Thì sau khi sắp sửa chết tịch rồi, ngài mới nói Di Lặc chân Di Lặc, thì ta mới biết là bố đại hòa thượng là Di Lặc. Thì ngài cũng có cái câu giống hệt thôi: bát cơm xin ngàn nhà, thân chơi ngàn dặm xa, muốn cùng đường cái gì, mắt xanh xem người thế, mây trắng hỏi đường qua. Thì ai cũng vậy thôi, không phải bát cơm xin ngàn nhà, ngài đi xin ăn, đêm ngủ dưới cội cây. Còn quý vị bây giờ ngủ nhà lầu không à? Hồi ngài xin ăn thì quý vị thấy xấu hổ. Thì chúng ta phải hiểu cái đó. Thôi giờ chúng ta tiếp tục, vì nó còn dài đó. Đây tôi mới giới thiệu thôi chứ chưa có vô đề đâu. Mới có giới thiệu quý vị thôi. Đó thì do đó thái tử mới đi xuất gia. Nửa đêm mới leo cửa thành cùng với Sa Nặc, là tên dữ nghiệu ở đấy, không ra khỏi. Rồi cuối cùng đi xa, ngài bay dằn dặm con ngựa, kiền cắt nó giỏi lắm. Rồi ngài mới cắt cái tóc, đưa tóc về cho Sa Nặc. Ngài dâng vua cha là thái tử đi, ta chừng nào ta đắc quả ta trở về, còn không là kể như vĩnh biệt. Về nói vua cha vậy đó, khi nào thái tử đắc quả, thái tử sẽ trở về độ cha, độ thần dân, các quan, còn nếu không là kể như vĩnh biệt, còn bây giờ chỉ tạm biệt thôi. Đò Sa Nặc không chịu về, ngài kêu năn nỉ quá, ra lệnh rồi Sa Nặc phải trở về, khóc mà trở về. Rồi cuối cùng đó, ngài mới cởi cái chiếc áo bộ đồ vía, cái chiếc áo hoàng tộc, bán nhiều tiền lắm, ngài cho cái ông
cái ông sa môn khổ hạnh đó, đổi lấy cái đó, và ông không tu thiệt được cái áo này rồi ông đổi lấy cái áo đó, rồi ngài cạo tóc, rồi ngài đi tìm đạo. 6 năm tìm đạo thì thấy không kết quả, cuối cùng gặp ông A La La như quốc đầu Long Phất. A La La mới dạy cho cái vô sử xứ, nó tương tự như A La Hán, giống như A La Hán. Còn phi ông quốc đầu Long Phất dạy cho cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng, nó giống hệt như là Như Lai. Thì hai người này tự cao là đi đến chỗ tột cùng rồi. Thì sau khi dạy Thái Tử, Tử có đi có 7 ngày là đắc. Thái Tử nói cái này không phải A La Hán, không phải là Như Lai đâu, tưởng rằng đồ thật quá, đồ chơi, đồ dỗm. Hai ngày ơi, nói đệ tử tôi chưa có ai mà tu đến cái này. Có người cả 7 năm, có người 70 năm mà chưa đạt đến, mà Thái Tử có 7 ngày thôi. Thôi ngài hãy ở lại đi làm giáo chủ của hơn 700 đệ tử. Thì Thái Tử nói tôi đi xuất gia không phải để làm giáo chủ, mà mục đích tôi là phải tận diệt luân hồi sanh tử khổ. Nếu không là tôi không muốn gì, đời tôi chỉ còn muốn có chấm dứt cái vấn đề dòng luân hồi lang thang vô lượng kiếp thôi. Thì hai thầy nắm không cầm Thái Tử được, Thái Tử mới ra đi. Thì hai thầy nói rằng nếu mà ngài đi tìm hết Ấn Độ không ai cao hơn hai đứa tôi nữa. Thì Thái Tử nói đúng. Thì ngài mới suy nghĩ, ngài nói hẳn có khi ở tại lòng ta, thử ngồi định trí tìm ra, mà xếp chân ngồi lại kiết già công phu. Thì cuối cùng ngài tu khổ hạnh 5 năm, ăn một ngày có 7 hộp mè, cuối cùng chết giấc. Sau khi tỉnh dậy thì ngài thấy rằng cái đời sống mà xa qua, đời sống mà lợi dưỡng không đưa đến đạo quả. Lúc ngài làm Thái Tử, ngài ăn uống quá sung sướng, dục vọng quá nhiều, không tìm thấy đạo. Rồi bây giờ khổ hạnh tới chết giấc thì cũng không tìm thấy đạo. Cuối cùng ngài thọ có bát sữa của Su Già Ta, tức là cái cô chăn bò. Sữa đó là độc đáo, chúng ta kêu là đề hồ đó. Sữa mà nấu chín lần rất là bổ. Thì ngài uống cái sữa đó, ngài thấy tỉnh táo vô cùng. Ngài mới xuống cái dòng sông Ni Liên đó, ngài tắm rửa đàng hoàng, ngài thấy quá sảng khoái. Ngài nói cái lúc này là lúc thành đạo của ta. Ngài mới đến cái cội cây Bồ Đề bên Ni Liên Thiền, bên dòng sông Ni Liên đó. Ngài thề rằng tại cội Bồ Đề này, dầu máu ta có khô, xương ta có mục, mà ta không thấy được đạo quả, nhất định không rời khỏi Bồ Đề này. Rồi ngài ngồi nhập định tới 49 ngày. Thì sao mai vừa ló dạng thì ngài thành chánh giác. Ngài A Đỗ Ngổ Minh Tinh Nhi Tiện thành chánh giác. Thì lúc bấy giờ sau khi thành chánh giác, ngài ngồi lại, ngài tính đi giáo hóa. Ngài nói ôi ngờ đâu tất cả chúng sanh đều có Phật, Phật tánh, có cái đức tướng Như Lai. Ngài tính giáo hóa, mà suy nghĩ lại nói mà không giáo hóa được, chúng sanh nó quá mê muội, mà cái đạo Phật đi ngược dòng đời, nó đã quen cái tập khí rồi. Cái đạo tu là cải sửa, còn cái này là nhận lại. Không có pháp môn, không có thầy, không có thời gian, không gian gì hết, là làm sao mà nó ngộ được. Ngài thấy cái đạo Phật nó đi ngược dòng đời. Ngài thả cái bát xuống sông Ni Liên Thiền, nó trôi ngược dòng nước. Thì dòng nước là dòng đời, mà đạo Phật phải đi ngược dòng đời. Ở ngoài đời thì mấy ông mấy bà có tiền nhiều càng tốt. Hữu tài tắc sanh mà vô tài tắc tử. Còn người tu xuất gia đó, hữu tài tắc tử mà vô tài tắc sanh. Không tiền để sống đời đời, mà có tiền là chết. Thành đó nó đi ngược dòng đời, ít có ai chịu. Ở ngoài đời đi xin ăn là xấu hổ đê tiện, còn đạo Phật đi xa ăn là cao thượng hết. Bữa nào tôi nói về cái lý đó, đó mà lúc vua Tịnh Phạn đó mà còn ra trận trận Đức Phật Cồ Đàm ấy, ngài quên rằng ngài là Thái Tử sao. Tôi có thể nuôi ngài với 1250 vị trong bao nhiêu năm cũng được hết. Ngài quên tôi là vua sao, mà đi ăn vậy là xấu hổ cho dòng họ Thích Ca. Thì Thái Tử mỉm cười, ngài nói tâu bệ hạ, bệ hạ nói rất phải. Bệ hạ là dòng họ Thích Ca, dòng họ vua chúa, bệ hạ bảo vệ cho dòng họ vua chúa là đúng. Nhưng tôi bây giờ không phải là vua chúa nữa, mà tôi là dòng họ của Phật. Ba đời chư Phật đều là khất sĩ. Bệ hạ hãy sám hối cái hiểu lầm của bệ hạ. Tôi bây giờ không phải là con bệ hạ nữa,
mà tôi là con của chư Phật. Ba đời chư Phật đều là khất sĩ, là xin ăn hết. Thì chúng ta nên nhớ là người xuất gia đó không còn cha mẹ riêng tư nữa, nghĩa là có vô lượng cha mẹ. Thì Du Lan Bồn tháng 7 rồi, nhưng mấy bà thấy nhiều người hiểu lầm. Hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Thật ra không đúng. Hạnh hiếu là hạnh trời, tâm hiếu là tâm trời. Mục Kiền Liên đó mới hạnh hiếu là hạnh Phật và tâm hiếu là tâm Phật. Nghĩa là không còn một cha mẹ nữa mà có vô lượng cha mẹ. Trâu, bò, heo, chó, tất cả những người lớn tuổi bằng cha mẹ mình đều là cha mẹ của mình hết. Mình phải lo cho hết. Như tôi bây giờ đi đó thì mấy ông bà là lớn tuổi bằng cha mẹ tôi coi như cha mẹ thôi. Tôi không còn cha mẹ riêng tư nữa. Thành ra người tu xuất gia hồi mình chưa xuất gia đó phải lại cha mẹ lần chót. Rồi từ đó về sau cha mẹ phải lại lại. Thì có người mắc cỡ nói lại lại cái chiếc áo. Vậy rồi đi mua cái màu vàng đó gì may cái áo treo lên đó mà lại. Lại là lại cái gì không bà biết không? Lại cái giới hạnh của nhà sư. Mấy ông bà thấy ông bà giữ năm giới mà giữ không nổi. Sát sanh, hôm trước tôi ở Bãi Vàng tôi hỏi đó. Đúng là năm giới là ăn tệ nhất là 10 ngày chay. Có người có 2 ngày, có người ăn không nổi. Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Mà cũng không thuộc nữa. Còn như một nhà sư phải 250 điều như tôi, 250 giới. Tôi trả quý vị nghe, không sót một giới nào hết. Còn quý vị năm giới chút nữa tôi kêu trả đó, ông chừng trả không thuộc đó. Nghe không, có 10 chữ à, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thêm chữ không nữa. Mà có người không thuộc lắm. Mà nếu giới không thuộc làm sao biết mình phạm? Hôm bữa nào tôi nói về giới luật, đây tôi mới vô đầu thôi, để chúng ta đi vào cái pháp môn tịnh độ, để chúng ta thấy pháp môn tịnh độ là một pháp môn hy hữu, rất đặc biệt trong cái thời buổi mạt pháp này. Nếu không có cái thiền từ pháp môn tịnh độ là chúng ta không thể giải thoát được. Thời buổi này không thể đắc thánh quả được. Chút nữa chúng ta đi sâu vào đó. Đó thì chúng ta thấy rằng sau khi Thái tử suy nghĩ rồi, Thái tử không muốn đi giáo hóa, thì chư thiên ở trên cõi trời thấy Thái tử lưỡng lự mới quỳ xuống ở trên, nó mới xì xuống lại Thái tử. Chư thiên là vua của mấy vị đó, mấy vị là dân trời, con của trời chứ không phải con Phật. Những vị thường lợi dụng danh từ Phật tử chúng con. Quý vị đâu phải Phật tử. Phật đó là Phật chết chứ không phải Phật tử. Ai mới là Phật tử quý vị biết không? Ai là Phật tử? Quý sư xuất gia phải là Phật tử không? Phải không? Phải. Cũng không phải nữa. Vậy ai là Phật tử? Tử là con, Phật là Đức Phật, con của Đức Phật. Ai mới là con Đức Phật, mấy ông bà biết không? Phải mấy ông bà không? Mấy ông mấy bà là thiên tử, con của trời. Trời nó cai trị mấy ông mấy bà. Cũng như ngoài ra thì mình là dân của nước Việt Nam, thì tổng thống, thủ tướng cai trị mình. Còn mấy ông bà năm giới là cõi trời, vua tam thập tam thiên. Chúng ta kêu là Thích Đề Hoàng Nhân gì đó là vua của quý vị đấy. Ví dụ dưới quyền cai trị của Ngài. Còn Phật tử đó thì không ai cai trị hết, nhưng mà vào giáo hội của Phật Thích Ca. Mà vào giáo hội cũng chưa kêu là Phật tử được nữa. Phải đắc quả nhập lưu, dòng thánh thứ nhất. Thấy được cái bất tử, thấy được cái niết bàn. Thấy được niết bàn thì đó là Phật tử. Người này là sẽ đi thẳng tới cái quả Như Lai. Còn xuất gia như tôi mà chưa nhập lưu, chưa thấy được cái bất tử thì cũng là thiên tử thôi. Sống với tư tưởng là thiên tử, mà sống với bát nhã là Phật tử. Quý vị có phân biệt cái bát nhã với cái tư tưởng không? Chắc ở đây không ai biết cái gì hết. Gặp tôi chừng 5-70 lần rồi mới phân biệt được cái đó. Thì bữa nay tôi chỉ nói về tư tưởng thôi, còn cái bát nhã khi khác. Nhưng mà tôi nói cái lý do mà tại sao tôi lại giảng pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ thật ra nó cũng không có đưa tới đạo Phật, nhưng với 48 lời nguyện của Phật A Di Đà thì nếu được giảng sanh là chúng ta bắt đầu đi vào Phật tử.
Rồi thì cái quý quan trọng của nó là như vậy. Thì thôi giờ chúng ta trở lại. Thành ra sau khi Đức Phật lưỡng lự không muốn giáo hóa, vì cái cõi này chúng ta cứng đầu lắm, vừa lười biếng mà vừa cứng đầu nữa, năm giới giữ không tròn. Rồi tôi hỏi, thường thường gặp hỏi này, nói cái nghiệp con nặng lắm sư ơi, con không thể ăn chay được, con không thể đi Phật thất thường được, con có bữa niệm Phật có bữa không niệm, cái nghiệp con nặng lắm. Tôi nói nặng bao nhiêu ký? Thôi cái nghiệp bán cho tôi đi, tôi mua luôn cho. Rồi tôi hỏi nghiệp là gì? Đây mấy ông bà biết không? Ai cũng có cái nghiệp đó, là cái nghiệp bự lắm, nó nặng mấy ngàn ký lận. Nhưng mà nghiệp là gì mới được chứ? Ai biết nè, ai biết nghiệp là gì? Ông bà thấy là nói mà mình không thể tìm hiểu. Ai đưa tay đó, cô đó à, có cái micro nữa không? Thêm cái nữa chứ. Em nói tôi nghe lỗ tai tôi hơi điếc à. Có cái micro thì ấy à, cô nào chạy dùng đi. Ông nào ốm ốm nó chạy dùng à, mập quá chạy không nổi đâu. Nay trả bài nha, bữa 23 chuẩn bị trả nữa. Bữa nay tôi trả hơi hơi thôi. A Di Đà Phật, kính bạch sư, nghiệp tức là những cái gì mà mình tạo tạo tác của mình nó quằn trở lại cho mình gọi là nghiệp. Ví dụ chẳng hạn bây giờ cái nghiệp mình hồi xưa còn đi bắt cá bắt ếch bắt nhá nhiều thì bây giờ bệnh hoạn nhiều, là nói chung nghiệp á là cái gì mình tạo tác ra là nó phản hiện lại cho mình. A Di Đà Phật. Cho anh chàng phó tay đi, chưa xong đâu. Bây giờ ông cho cái thí dụ đi, như thế nào là nghiệp? Nãy là ông giải thích thôi, giờ cho thí dụ coi nghiệp là cái gì. Dạ con thí dụ cái nghiệp chẳng hạn như là, nói chung á con thấy như bản thân của con nè, là hồi xưa con còn học sinh á, là mỗi một đêm á là con phải bắt, nói chung cá là con bắt phải là trên một thùng thiết, tại vì con làm những mấy chục cái đục á, cái lờ á con bắt, cho nên giờ con những cái bệnh tới lui hoài là coi như là bệnh này bệnh kia hoài, cho nên con hay thường phóng sinh, là cái đà đó là bệnh hoạn của con. Còn vấn đề vợ con á, hồi xưa á, là nó là chị đầu của sáu anh em trai, nó chuyên mà này chặt đầu ấy đồ nhớ đồ chị tùm lum nhiều, giờ nó bị mổ xẻ nhiều lần thì nó hiện trở lại, thì con thấy là nghiệp nhấy. Mà tới được là cho nó bó tay đúng không? Đúng rồi, tôi còn hỏi nữa à. Nhưng mà nghiệp là nghiệp ác, nghiệp thiện, như thế nào là nghiệp ác, như thế nào là nghiệp thiện, rồi nghiệp nó khác cái nhân quả như thế nào, khác không? Giờ ai phân biệt cho tôi nghiệp với nhân quả nó khác nhau sao nào? Giải thích rồi cho thí dụ luôn. Chút thôi, một hai người thôi chứ thì giờ không có, tôi chưa giảng đâu, tôi mới đầu ra chưa có vô đề đâu. Nào thì nó hơi dài rồi đó. Giờ ai nói được nhân quả với nghiệp khác nhau làm sao nè? Ai nói thì đưa tay lên, là cô đó đưa cái micro cho cô đó. Thôi cô nói làm sao? Nói là coi chừng có đầu tóc nha. Nói là tôi cầu đạo cho nó. A Di Đà Phật. Theo con nghe thầy già sư giảng mấy lần trước, nhân quả, nhân quả là khi mình gieo cái nhân gì thì mình sẽ nhận cái quả đó. Như mình gieo cái nhân quả hiền thì mình sẽ gặp chuyện tốt, còn mình gieo cái quả ác thì mình sẽ gặp chuyện ác. Như còn thầy nói nghiệp, A Di Đà Phật, nghiệp là con thấy nghiệp như kiếp trước, nhiều đời nhiều kiếp trước mình đã gieo những cái nghiệp như mình giết hại người ta, thì sau này cái nhân quả trả cho mình, kiếp này mình sẽ bị người ta tái sanh lợi, người ta sẽ giết lại mình. Nhiều khi mình tái sanh lợi mình làm trâu bò gà vịt gì đó, heo gì đó, thì người ta sẽ giết cắt cổ lại mình trở lại. Đó là nghiệp. A Di Đà Phật. Rồi nghiệp ác là sao? Nghiệp thiện là sao? Nghiệp ác, nghiệp ác là con nói đó, con nói là nghiệp ác là khi mình làm những cái chuyện gây ra cho người ta phiền não, hoặc là giết người ta chết, đó là mình gây cái nghiệp ác cho người ta. Còn như nghiệp thiện là như mấy đời mấy kiếp trước mà mình biết bố thí, hoặc là bố thí cứu giúp người nghèo khổ, đó là cái nghiệp thiện, để sau này mình sẽ gặp cái nhân quả tốt. A Di Đà Phật. Con tràn phó tay đi. Khoan khoan, chưa rồi đâu, chút nữa tôi khen để rồi tôi hỏi tới nữa, chứ không phải khen là thôi đâu.
Như vậy thì cái nghiệp ác có nghĩa làm cho người đau, ta đau khổ, người ta phiền muộn, ta khổ sở, đó là nghiệp ác, phải vậy không? Dạ, phải không? A Di Đà Phật. Còn nếu làm cho người ta hạnh phúc, ta vui sướng, ta an lòng thì đó là nghiệp thiện, phải vậy không? Dạ. Phải không? Dạ. Đồng ý hết không? Dạ. Ai đồng ý đưa tay lên nè. Cho người hiểu ta đồng ý không? Theo định nghĩa của cổ đó thì nghiệp ác là làm cho người ta đau khổ, người ta phiền muộn, người ta âu sầu thì đó là nghiệp ác. Còn nghiệp thiện là làm cho người ta hạnh phúc, ta vui sướng, ta an vui thì đó là nghiệp thiện, phải vậy không? Nếu không đồng ý thì sửa lại, cái này là tôi lập lại của cô á, phải không? Nếu phải thì nghiệp thiện là con theo con nghĩ, nếu mình tạo ra cái hạnh phúc cho người ta nhưng chưa, cũng gọi là nghiệp thiện nhưng mà chưa hẳn là việc thiện, vì cái hạnh phúc đó họ hưởng rồi rồi nó sẽ hết, nó họ hết rồi sẽ đau khổ, chi bằng mình khuyên người ta nên biết quay, ví dụ người đó hồi đó giờ không có biết tu thì mình khuyên người ta quay đầu lại, biết tu, biết lo sám hối lại để lo tu, lo niệm Phật để sau này trước khi ra đi nó nhẹ nhàng thân xác mình, là nghiệp mà mình cũng không có mang cái nghiệp nặng đi theo. Vậy thì là hạnh phúc rồi, rồi mới đi mới an tâm vui vẻ, chứ còn gì nữa, không chịu nữa. Nếu mà coi cho người ta quay đầu, người ta vui vẻ thì người ta đi vào cánh giới tốt. Dạ. Phải vậy không? Dạ. Rồi nó cũng phải qua đi chứ, nó đâu còn đời nào không có cái gì còn hoài được hết á. Ông ý con nói là ví dụ người ta, mình cho người ta hạnh phúc thì người ta hạnh phúc, lúc đó người ta hạnh phúc, người ta hưởng rồi nó cũng sẽ hết. Ví dụ rồi người ta cũng hết, nhưng mà mình chỉ dẫn cho người ta quay đầu biết đạo, biết tu, đó là cái chuyện này để sau này khi trước khi ra đi người ta sẽ nhẹ nhàng hơn. Rồi, đó rồi cái đó qua không, cái đó hết không hay là còn hoài? Dạ, cái mà cô nói chỉ cho người ta tu này kia đó là còn hoài hay nó hết? Còn hoài. Còn ở đâu? Tại vì mình tu, mình niệm Phật, mình đi, mình mang theo được. Còn ví dụ mà mình giàu có tiền bạc, mình đâu có đem mang theo được. Còn mình biết làm phước, bố thí này kia, hoặc là biết mình niệm Phật, biết tu, thì những cái đó là cái tốt, mình sẽ mang theo. Mang ra đâu? Mang đâu. Thì mình ra đi thì mình mang theo. Nếu mình tạo nghiệp ác thì mình đi sẽ được về đường ác. Nghiệp thiện nó bao lớn là con mang theo chứ. Đâu con chỉ tôi coi cái nghiệp thiện bỏ lớn là con mang bằng cách nào. Anh như là bà cũng đi hỏi còn nhớ tiếng nói. Cái nghiệp thiện nghiệp ác đâu có hình tướng đâu. Dạ. Nếu mà con mang được thì con mang cái sắc thân cô theo luôn, bỏ lại hết không có mang cái gì hết trơn á. Anh như là Phật. Mà cái nghiệp nó khác, nó không có cái tướng, không có hình tướng, con biết. Mà nói nó không tướng thì sai, mà nếu nói có tướng là trật. Cái đó để bữa khác tôi giảng. Cái đó nó khó à. Cái đó học tri thức sâu mới biết. Tôi muốn giảng cái đó mà mấy bà chưa, mấy ông đây không có tiếp thu nổi đâu. Dập tôi chừng 5-7 lần, mấy chục lần hả. Nhưng mà tôi muốn nói cái hiểu lầm của mấy cô đó. Là mình làm cái gì cho người ta hạnh phúc, ta vui sướng, người ta an vui thì đó là nghiệp thiện, không đúng. Còn mình làm cho người ta đau khổ, người ta âu sầu, người ta phiền não, đó là nghiệp ác, chưa đúng. Tôi lấy cái thí dụ. Thí dụ người mình có đứa em, đứa em trai nó xì ke ma túy. Bây giờ nó hết tiền, nó chạy về nó xin mình. Nếu mình cho thì nó hạnh phúc, nó sung sướng. Như vậy phải là thiện không? Còn nếu mình không cho, nó chửi, nó chỉ ác quá. Chị không có cho em tới giờ cử xì ke rồi mà xin chị không cho, chị là ác, chị đi tu làm cái gì? Như vậy có phải ác không? Anh đã định nghĩa thiện ác như vậy là chưa được. Thiện là làm cho người ta hạnh phúc, người ta sung sướng, người ta vui vẻ, đó là thiện. Còn ác làm cho người ta đau khổ, người ta buồn phiền, đó là ác. Còn đứa em mình buổi đời mình cho nó tiền thêm để suối nó làm buổi đời xì ke ma túy thêm, vậy là thiện hay ác? Mặc dù nó vui. Ác hay thiện? Thì định nghĩa đó đúng không? Anh nói mấy ông bà định nghĩa nó kẹt đấy. Tôi mà phục Phật giáo là phục cho đó, cái gì là rất rõ ràng. Còn đó giờ tôi cũng cái nghiệp tôi cũng không hiểu, nhân quả tôi không hiểu, nhưng mà vô duy thức rồi trả lời rõ ràng hết. Nhưng mà muốn rõ ràng mấy ông bà phải ngồi chết ngồi luôn á, ngồi 7-8 tiếng á. Trong kinh chỉ đưa ra thôi.
chứ không có giải quyết. Đưa ra cái bài toán là không có lời giải, rồi có đáp số, cái đó mới là cái chết. Mấy ông mấy bà có từng đi học mà không, ra bài toán rồi không có lời giải. Lời giải là mình phải giải lấy, nhưng mà dưới đó có đáp số. Nếu mà lời giải đúng cái đáp số là đúng, mà lời giải không đúng đáp số là trật tìm nữa. Tôi cái vô thường vô ngã đó 3 năm trời tôi mới hiểu được. Mới vô thường vô ngã tôi nói là khác, mà thấy Hòa Thượng Nhất Thạnh Thanh Từ nói là một thứ. Tôi nói nếu vô thường vô ngã một thứ thì đặt chỉ hai danh từ, một thôi. Nhưng mà khác thì sao? Và giống nhau thì sao? Mình phải giải thích cho rành cho cái thí dụ. Nào, thành ra giờ tôi định nghĩa cái thiện ác theo duy thức nha. Qua cái cặp mắt miếng màu của tôi à, chứ không phải là duy thức, mà duy thức qua cái hiểu biết của tôi. Nếu đúng là thì tôi thành Phật, mà trật tôi thành ma. Mấy bà tôi chỉ là giúp thêm một cái chất liệu cho mấy ông bà trên con đường tu thôi, chứ đừng có tin tôi. Chỉ suy nghĩ rồi áp dụng trong cuộc sống mình, nếu đúng ích lợi cho mình và ích lợi cho tất cả mọi người thì đó là đúng. Còn mà hại mình hại người thì đó là sai. Đó là Đức Phật trả lời cái dân Kalama đó. Nó hỏi ngài, ngài đến đây giảng pháp đó là 30-40 tôn giáo bạn đến đây giảng rồi, ai cũng cho cái đạo của mình là đúng hết, còn đạo người khác là không đúng. Bây giờ tới Đức Phật đến nữa, ngài giảng nữa, con không biết của ngài đúng hay mấy 30+ tôn giáo khác là đúng, bây giờ tụi con làm sao? Thì Đức Phật có một lời dạy nghĩa là muôn đời. Nói các con đừng tin ai hết, đừng tin cả ta, đừng tin cả những vị đạo sư mà được người đời cho là đạo sư, đừng tin ở truyền thống, đừng tin ở kinh điển, đừng tin ở bất cứ cái gì hết. Nhưng mà đừng bỏ, các con hãy nghe hết và đem thực hành vào trong cuộc sống của các con. Nếu thấy ích lợi cho mình và ích lợi cho tất cả chúng sanh, chúng sanh đây không phải là người ta nha, tất cả là trâu, bò, heo, chó, gà, vịt, cỏ, cây, nghĩa là đất nước, lửa, gió, cỏ, cây, thú, người, trời, Phật đều ích lợi hết, thì đó là đúng, các con thực hành theo. Thành ra quý vị nghe tôi giảng hay coi trong kinh gì cũng vậy, làm sao mà quý vị áp dụng vào trong cái đời sống của quý vị. Cái đời sống này là niết bàn, cái cuộc sống này là niết bàn, không có chỗ nào khác. Mà cuộc sống này cũng là thiên đường, mà cuộc sống quý vị bây giờ cũng là địa ngục. Cuộc sống tự nó không có địa ngục, không có thiên đường, không có niết bàn gì hết. Mà sở dĩ nó thành địa ngục, thiên đường, niết bàn là do cái hiểu biết sai lầm của mình. Phải thấy không? Phải vậy không? Tôi hỏi quý vị bây giờ, quý vị thấy nước là nước, thì tôi cũng thấy nước là nước, quý vị tất cả cũng thấy nước là nước. Phải vậy không? Có ai thấy nước là gì khác không? Không, có thể uống, có thể tắm rửa được, có thể giặt dìa được. Nhưng các nhà khoa học thì thấy nước không phải là nước. Ngày vào trong phòng thí nghiệm thì nước là H2O, hydro và oxy, khinh khí và dưỡng khí. Rồi các nhà điện tử thì thấy hydro không phải là khinh khí nữa, mà là một điện tử âm, một điện tử dương. Oxy là 16 điện tử âm, 16 điện tử dương. Còn trong kinh nói cõi trời thấy nước là lưu ly. Loài thủy tộc ở dưới nước thấy nước là nhà ở, là hơi thở, là không khí của nó. Con cá lên khỏi nước là nó chết, nó thở bằng nước, nó sống bằng nước, lấy cái nhà ở dưới nước làm nhà của nó. Còn kinh nói thêm nữa, nói là bác khoa học thì nói ít thôi, đạo Phật nói nhiều. Ngạ quỷ thấy nước là máu. Như vậy tôi hỏi quý vị, nước là cái gì là đúng? Nước là nước, hay nước là máu, hay là nước là nhà ở không khí, hay nước H2O, hay nước là điện tử? Cái nào đúng? Cái nào cũng đúng hết, mà cái nào cũng sai hết. Hôm nay tôi, ông sư ông nói có ba trợ nào không biết. Suy nghĩ lại ha. Thì chúng ta thấy vậy thì thực tướng của nước là gì? Cái tánh thực tướng của nước là gì? Là vô tướng, không có hình tướng. Nó là một cái vùng hào quang thôi. Nó là chân không, là niết bàn tịch tịnh của A-la-hán nhập vào đó. Nó chỉ là một cái vô lượng vô biên, cái vắng lặng thôi. Rồi tùy quý vị, cái tư tưởng quý vị, cái hiểu biết, cái nghiệp quý vị, bây giờ kêu nghiệp đó, quý vị mới chụp mũ nó. Nếu quý vị là nghiệp người
thì quý vị thấy là nước. Còn quý vị nghiệp nhà khoa học thấy H2O. Còn quý vị nghiệp điện tử thì thấy nó là điện tử âm, điện tử dương. Còn nghiệp quý vị là con cá, con rùa thì nước là nhà ở không khí của nó. Còn quý vị là cái tâm quý vị là ngạ quỷ thì nước biến thành máu. Thành ra nước chỉ đúng với loài người, còn sai với tất cả các loài khác. Mỗi loài thấy thì theo trình độ của mình. Hiểu kịp không? Thôi tôi giảng sơ thôi ha, để đi sâu nữa quý vị lùm lum. Bây giờ trở lại, tôi mới giáo đề thôi. Bây giờ trở lại vấn đề muốn giảng hôm nay, đó là pháp môn tịnh độ. Thành ra sau khi Phật lưỡng lự như vậy rồi thì chư thiên, tức là vua của quý vị đó, vua của cõi trời năm giới, tám giới, mười giới. Còn Phật thì không có vua có ai hết. Thành ra thường thành là kêu Phật là cái gì? Phật cũng là vua, mà vua gì? Đố quý vị biết. Vua gì? Vua Pháp. Pháp Dương Tử là vua Pháp. Mà Pháp là gì ha? Đây chắc không ai biết. Cái khác giảng nữa là nó kẹt lại. Chữ Pháp nó rộng lắm. Thấy không? Thì cái danh từ Phật giáo nó là một cái rừng kinh điển. Nhưng mà quý vị nắm cái gốc rồi thì nó dễ dàng thôi. Mà nắm không được cái gốc là chết. Cái gốc nó là giới, định và tuệ. Như vậy thì ngoại đạo có giới, định, tuệ không? Có không? Tụi ăn cướp có giới, định, tuệ không? Có không? Học trò có giới, định, tuệ không? Các nhà khoa học có giới, định, tuệ không? Có hết. Ăn cướp cũng có giới, định, tuệ nữa. Nhưng khác nhau ở chỗ cái tâm, tức là ở chỗ cái định nghĩa. Thì do cái định nghĩa khác mà chúng sanh đau khổ. Chúng ta thường kêu là cái nhìn đó, cái quan điểm đó, hay là cái nhận thức. Và đạo Phật kêu là cái tâm. Quý vị thì kêu là cái lòng của mình. Cái lòng tôi tốt thôi. Mà như thế nào là cái tâm? Quý vị kẹt á, phải tìm hiểu. Quý vị ngồi đây, cái tâm quý vị ở đâu? Nó ra làm sao? Nó bao lớn? Và khi nào nó mới phát hiện? Thành ra đạo Phật định nghĩa đó, giới định tuệ có tà giới, tà định, tà tuệ. Đó là của bốn đường ác. Bốn đường ác là cái gì ha? Một là địa ngục, hai là quỷ, ba là súc sanh, bốn là Atula, ác thần. Thiện thần cao hơn người nha, ác thần thấp hơn. Bốn đường này sống trong khổ cảnh, thân đen đúa xấu xa, tâm thì u mê vô minh, tham sân si đầy dẫy, hoàn cảnh thì hôi thối xấu xa đê tiện. Còn bốn đường thiện đó là cõi mười, giữ mấy giới? Ba giới. Cõi trời dục giới mấy giới? Năm giới. Và tới giờ cõi gì nữa? Cõi trời sắc giới giữ mấy giới? Tám giới. Còn cõi gì nữa? Cõi trời vô sắc giữ mấy giới? Mười giới. Giỏi, cho anh Tàng phó tay để nhớ. Bữa nay tôi giảng có lạ không? Chắc tôi không giảng như gì không biết đâu. Thấy đông đông mà thời gian còn bữa 23 nữa. 23 trả bài nha. Bữa nay giảng nghe rồi 23 trả rồi tôi giảng tiếp à. Chịu không? Mai là nghỉ bữa ngồi thơm thiền. Thấy không? Coi sư giảng làm sao rồi thuộc lòng. Thì chúng ta tu là có ba cái: văn, tư và tu. Văn là nghe, ngồi đây nghe, rồi xuống dưới tư là suy nghĩ, đắn đo tính toán nhớ lại rồi để tìm hiểu. Quý vị biết con trâu nó ăn cỏ không? Ăn ngày nó vứt ba mớ rơm, ba mớ cỏ, nó có tiêu chưa? Chưa. Thì quý vị bây giờ nghe nó cũng giống như con trâu ăn cỏ. Tôi không phải nói cái gì là trâu nha, nó cái tôi nó giống vậy á. Đó thì quý vị giống như con trâu ăn cỏ. Tiêu quá chưa? Chưa đâu. Thì tối mới nhớ lại. Thì bây giờ mới ọc ra. Quý vị để ý con trâu nó về nó mới ọc qua mới cỏ mà nó nhai nó để trong cái bèo đó. Nó ọc ra nó mới nhơi. Cái này giờ kêu là nhơi chứ không phải nhai nữa. Cái nhai nó khác chứ cái nhơi. Cái nhai là nuốt trọng vậy thôi. Và nhơi tức là nhọc ra mới nghiền á,
chúng ta kêu là nghiền ngẫm, thì bây giờ nó mới thành xương, thịt, máu của con trâu. Bây giờ mới thành cái hiểu biết của quý vị. Thì đó kêu là tư. Còn bây giờ nghe tôi giảng kêu là văn. Văn là nghe. Rồi tư là suy nghĩ, suy ngẫm, nghiền ngẫm. Thì bây giờ mới thành ra xương, thịt, máu quý vị. Rồi còn cái tu là sao nữa? Là đem cái hiểu biết đó ra sống trong cuộc sống này. Nếu hiểu biết cái tư đó là trời thì sống với cõi trời. Thân là người mà tâm là trời. Còn nếu có hiểu biết sai lầm của bốn đường ác thì thân là người, tâm là ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Thì cái tâm sau khi chết nó còn, còn cái xác thân nó phải mất. Đức Phật 80 tuổi cái thân cũng phải bỏ thôi. Nhưng mà tâm Ngài là tâm gì? Tâm Phật. Thành ra sau khi chết rồi Ngài không còn cái gì hết. Ngài trở về với cái lặng lẽ của vũ trụ. Tìm Ngài ở đâu cũng không có hết. Còn quý vị cái tâm trời thì quý vị chết cái thân người, quý vị sẽ mang thân, thân trời. Còn nếu quý vị là tâm súc sanh, cái tâm con chó, thì cái thân người chết cái tâm chó còn, nó sẽ mang thân, thân chó. Bây giờ quý vị là tay cờ bạc đi, mà đến nhà quý vị kiếm không gặp thì đi đâu? Vô đâu? À, vô sòng bài. Phải vậy không? Quý vị là tay nhậu mà kiếm không gặp thì vô đâu? À, vô quán nhậu. Quý vị là người Phật tử mà kiếm không gặp đi đâu? Đi chùa. Vậy chết có khi nào quý vị nhào vô cái gia đình cờ bạc mà chui vô đó không? Không. Còn bây giờ quý vị cờ bạc có khi nào chui gia đình Phật tử không? Thì sống sao chết vậy à? Tôi phục đạo Phật ở chỗ đó. Có ông Phật, ông Diêm Vương nào vô phạt quý vị không? Mà ai phạt quý vị? À, chính mình phạt mình. Như vậy thì có địa ngục, có thập điện Diêm Vương không? Có không? Có là sai, mà không là trật. Phải không? Tôi bắt quý vị cầu đạo á, tôi vừa giảng rồi. Thập điện Diêm Vương là có đối với người ác, mà không có đối với quý vị. Phải vậy không? Quý vị có bao giờ mà xuống đi địa ngục đâu? Nếu quý vị thật thất vị quý giữ năm giới cho kỹ, tôi bảo đảm không bao giờ xuống địa ngục. Tôi hỏi chứ cái pháp hội quý vị đang ngồi đây với tôi có hay không? Cái chùa Phước Thành này có hay không? Nếu có là sai. Mà không có là, không có là trật. Phải vậy không? Nó có là có đối với quý vị á. Còn bây giờ có một người Phật, có một người ở ngoài dân bá tánh ở ngoài cách đây chừng 100 thước thôi, mà tối ngày say xỉn tối ngày. Quý vị ở Việt Kiều ở Mỹ về lại ghé nhà hỏi: ông ơi, cái chùa Phước Thành ở đâu? Tôi nghe nói Phật thất tôi kiếm mà tôi không biết đâu. Mà ông cách đây chừng 100 thước à? Ông nói tôi không biết à. Tối ngày tôi say xỉn không, trời đất không, hỏi mấy người nhậu thì tôi biết. Như vậy cái chùa Phước Thành là có với ông không? Không, không. Còn bây giờ mọi người Việt Kiều họ đã đến đây tu 5-7 lần rồi, giờ họ bay về Mỹ. Qua bển hỏi cô đi đâu? Nói đi chùa Phước Thành. Phước Thành ở đâu ha? Thì người Việt Kiều này biết không? Biết. Như vậy là cái chùa Phước Thành này có những người Việt Kiều đó không? À. Như vậy nói có là sai, mà nói không là trật. Chịu không? Như vậy tôi có gạt quý vị không? Không, quý vị hiểu đạo Phật phải hiểu cho đúng như vậy. Thành ra quý vị đừng bao giờ sợ địa ngục, mà đừng bao giờ coi thường địa ngục. Nếu quý vị sống bây giờ địa ngục thì chắc chắn xuống địa ngục thôi. Còn quý vị đi Phật thất thì giữ năm giới tôi bảo đảm không bao giờ xuống địa ngục. Hiểu chưa? Vậy bây giờ có sợ địa ngục không? Mà có coi thường địa ngục không? Không. Phải giữ giới. Nếu coi thường không giữ giới là địa ngục hiện tại đấy. Thành ra bây giờ sao thì chết vậy thôi. Thành ra tôi muốn giảng cho quý vị biết mình có giảng sanh hay không. Không phải đợi chết mà ngay bây giờ. Nếu quý vị nắm cái giới luật, quý vị nắm cái tâm quý vị thì quý vị giảng sanh thôi. Cái tâm mình giảng sanh về cõi Phật là có tâm nào quý vị biết không? Khi nào quý vị biết mình giảng sanh? Hả?
Khi không biết cô đâu rồi, nói lớn thì nói lớn không, nói lớn lớn một chút. A Di Đà Phật, khi nào hơi thở của mình không trở lại với mình là hơi thở là gọi là mình đã chết rồi. À, mà cái vậy mà hỏi giảng sanh hay không chứ? Dạ. Cô làm sao cô biết cô về cõi Phật? Giảng sanh hay không là khi trước khi đó mình còn tỉnh táo mà mình biết niệm Phật, biết niệm Phật. Ai không biết niệm Phật? Nhưng mà sao có người niệm mà không giảng sanh mà có người niệm giảng sanh? Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Bạch sư, sau khi chết mình được giảng sanh hay không được sanh là khi trên đầu thấy ấm. Khi nào không nói gì tôi nói lại. Khi nào mà trên đỉnh đầu thấy ấm là mình biết mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Rồi, còn khi mà ngực thấy ấm là biết về cõi người. Khi phần dưới thấy ấm là biết về cõi dạ quỷ. Rồi bây giờ ông chưa chết là làm sao nó nóng? Bây giờ ông ngồi đó không biết cái đỉnh đầu nóng không? Tôi hỏi là làm sao hiện tại mình biết mình giả sanh nè? Rồi bây giờ ông vì đó là ông biết cái đầu nóng không? Ông làm sao biết ông chết cái đầu nóng? Làm sao biết chứ? Nam mô A Di Đà Phật. Con hiện tại bây giờ nếu như giả sử mà con biết sau này con vẫn sanh không á, thì hiện tại bây giờ có sự tu tập của con á, con niệm Phật bây giờ một sao mà khi mà con niệm đến khi mà một khi nào mà coi như trong người con không niệm Phật mà vẫn nghe tiếng niệm Phật, vẫn nghe văn văn bên tay, thì con biết chắc con vẫn sanh được 90%. Đúng không? Cho khó tay. Ông nói thì đúng, nhưng mà phải cầu đạo. Thiếu một chút nữa. Gần gần đúng là đúng 80-90%, nhưng mà thiếu một chút nữa. Cái vấn đề giảng sanh có hai điều kiện. Một là nhất niệm, hai là phát nguyện. Nhất niệm chỉ sanh về cõi trời thôi. Ông nói cái đó là thuộc về nhất niệm, mà không phát nguyện đâu có sanh về cõi Phật được. Phát nguyện là gì? Là năn nỉ A Di Đà ơi tiếp dẫn con về giáo hội của Ngài. Ngài hỏi con nhất niệm chưa? Nói con nhất niệm rồi thì Ngài ok, Ngài dẫn về. Nói con còn tạp niệm lắm Ngài ơi, Ngài nói ơi không có về được đâu. Tạp niệm là cái gì? Nhất niệm là cái gì? Đố mấy ông biết. Chết. Mình nói nhất niệm mà mình không hiểu nhất niệm là cái gì, tôi không chịu cái đó. Nói cái gì phải rõ ràng, giải thích rồi cho thí dụ nữa thì đó đúng mà mới hiểu. Thôi để lại ha, chút nữa giảng thôi. Bữa nay tôi giờ đi trở lại cái vấn đề tôi đang giảng. Tôi thấy quý vị còn tùm lum hết, còn cái nhân quả duyên nghiệp cũng chưa có rành, còn nhất niệm với phát nguyện cũng chưa có thông. Như vậy là khó đấy. Nếu mà gặp tôi cũng phải 50-70 lần thì mới nắm vững pháp môn tịnh độ. Pháp môn tịnh độ rất dễ tu, dễ chứng, dễ đắc. Mà nếu không hiểu rành thì không giảng sanh. Mà hiểu cho rành giảng sanh thôi. Nó chỉ cần nhất niệm là phát nguyện. Còn tạp niệm giảng sanh không sư? Vẫn được, nhưng phải có điều kiện. Tạp niệm thì không giảng sanh, nhưng mà nhờ cái ban hộ niệm vẫn giảng sanh được. Và nhất là người khai thị, người nhắc niệm. Mấy cái này là trợ duyên thôi. Thành ra muốn giảng sanh đó thì trong kinh nói ba điều kiện. Nhớ không? Mấy ông bà có coi kinh Di Đà không? Xá lợi há chúc căn lành, nhân duyên phước đức mà thành đạo sao? Cái đó trong kinh Di Đà. Thì dịch ra ông đó, nó đọc nó nghe vui. Một thở Thế Tôn an trụ, xá vệ thành kỳ trụ an trung gì đó. Thì xá lợi há chúc căn lành. Căn lành là gì? Là thiện căn. Nhân duyên là cái ban hộ niệm trợ giúp cho mình. Phước đức là gia đình không ai cản trở hết.
đủ ba điều kiện này thì dầu cho người đó tạp niệm vẫn vãng sanh. Thiện căn là người đó chịu niệm Phật, chịu niệm mà chưa chắc được nhất niệm. Nếu nhất niệm khỏi cần ban hộ niệm, mà nếu có ban hộ niệm thì vãng sanh sẽ vãng sanh cao hơn. Còn không ban hộ niệm có thể vãng sanh có thể không, kêu là sinh sâm. Bởi vì cái giờ chết của quý vị đó là nó quyết định ở cái sát na cận tử nghiệp. Kỳ 23 tôi giảng cái này mới giáo đầu thôi, nghĩa là cái dòng A Lại Da linh hồn của mình nó trôi chảy mãi, bây giờ nó cũng đang trôi chảy mà. Bây giờ quý vị ngồi đây có khi nhớ tới chuyện hôm qua hôm kia không? Có khi nhớ tới chuyện 20-30 năm về trước không? Có khi nhớ tới chuyện hồi nhỏ không? Có. Rồi có khi nhớ tới bây giờ tại đây không? Có khi nghĩ tới ngày mai không? Nó tùm lum. Nếu quý vị để cho nó tự do trôi chảy là không vãng sanh. Nó trôi chảy tới đâu đó thì quý vị hít vô không thở ra tắt thở. Ví dụ hồi nhỏ mình có đi học, mình với mấy bạn mình leo vô giường người ta ăn cắp cam, cắp quýt rồi đó, bây giờ nó vẫn hiện ra. Lúc quý vị nằm hấp hối nó vẫn hiện ra, quý vị không có cản nó được. Nếu quý vị tu yếu mà bây giờ nhớ tới vô ăn cộm ăn cắp đồ của người ta mà tắt thở ngay đó thì sao? Bốn đường ác. Hãy nghĩ tới bốn đường ác mà tắt thở ngay đó thì là cận tử nghiệp, thì đầu thai vào bốn đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn phải nhớ tới điều thiện, mình đi quỷ lạo, mình đi giúp đỡ mấy người neo đơn này kia rồi mà tắt thở ngay đó thì sanh gì đâu? Cõi trời. Còn nhớ đi Phật thất niệm Phật nhất niệm mà không có nhất niệm, nhớ vậy thôi, nhớ đi niệm Phật mà có phát nguyện mà tắt thở ngay đó vãng sanh gì đâu? Về cực lạc của Phật A Di Đà. Thì cái đó kêu là may rủi hên xui. Mà vấn đề vãng sanh mình có nên để may rủi không? Không, nhất định là không. Nhất định phải vãng sanh 101%. Phải như vậy mới được. Thì tôi nói rồi, để nói quá chỉ tiêu á, để quý vị phải thấy là hăng sai. Mà muốn được như vậy thì phải làm sao? Phải nhờ cái trợ duyên. Bây giờ tôi tu tập niệm tôi yếu quá, mà người khai thị, người mà hộ niệm tôi tới cả trăm người, mà quý vị quyết một vị, quý vị giữ đó một năm giới, thì một giới bao nhiêu vị thần và long thần hộ pháp hộ quý vị, quý vị biết không? Một giới 36 vị long thần hộ pháp chư thiên ủng hộ quý vị, thì năm giới bao nhiêu? 180. Một tam 80 chư thiên theo ủng hộ quý vị. Quý vị thọ quý vị có giữ không? Tôi nói là nói cái giữ nha, không phải nói thọ à. Thọ mà không giữ giống như trái cứt quả. Biết trái cứt quả không? Nó chín nó đỏ ao mà, thấy thèm lắm. Mà bỏ vô miệng nhai cái thì biết nó đắng nghét à. Phải vậy không? Thành ra vị nào mà thọ giới không giữ giống như trái cứt quả, mặc cái đồ trắng, mặc đồ lam coi đẹp lắm, niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật mà trong bụng, trong tâm một bồ dao găm, như vậy có phải là niệm Phật không? Niệm ngạ quỷ, niệm súc sanh. Thành ra niệm Phật, quý vị lấy cái gì niệm Phật? Hả? Không có miệng niệm Phật được không? Được không? Ai nói được đưa tay lên à? À, cảm ơn, để xuống. Bây giờ không có niệm, không có miệng lấy cái gì niệm? Để tâm. Cái tâm ở đâu nè? Nó ra làm sao, nó bò lớn. Gặp tôi thì chết. Tôi hỏi tới cùng đó. Cái miệng thử quý vị thấy không? Thấy. Cái tâm thấy không? Không rồi, nó không có phải không? Có không? Có nhận ra làm sao, nó bằng giống như cái miệng không?
Quý vị thấy cái đèn neon không? Bây giờ nó cho ra ánh sáng phải không? Ánh sáng này ở đâu mà có? Hả? Đường điện mà không có bóng đèn có ánh sáng không? Có không? Ai nói không đưa tay lên nè. Ai nói có đưa tay lên nè. Ai nói là không có bóng đèn vẫn có ánh sáng đưa tay lên nè. À. Có không? Bây giờ cái này tôi gỡ bóng đèn xuống nè, mà luồng điện còn có ánh sáng không? Có không? Ai nói có đưa tay lên nè. Ôi để tay xuống có một người à. Quý vị còn ngơ ngáo lắm. Nếu có, nếu mà lấy cái bóng đèn xuống mà luồng điện còn thì có ánh sáng không? Có không? Ai nói có đưa tay lên nè. Ai nói không đưa tay lên nè. Rồi bây giờ cái bóng đèn còn tốt mà tôi cúp điện nè, có ánh sáng không? Có không? Ai nói không đưa tay lên nè. Đưa cho thẳng chứ, tại tôi để tôi đếm coi coi nhiều ít. Rồi để tay xuống. Dạ bạch thầy, con xin cái kiến này. Nếu mà thầy hỏi cái bóng đèn nó lấy điện ra nó có sáng không? Hoặc để vô ra thì sau đó nó có sáng không? Thì con xin nói là theo con hiểu á, là cái này là tùy duyên thôi. Nói sáng thì cũng không đúng, mà nói không sáng thì cũng không đúng. Tùy duyên, nghĩa là đủ duyên thì nó sáng, mà không có đủ duyên nữa ta. Có nghĩa là cái duyên nó hợp lại, có điện âm, có điện dương, có máy điện chạy thì đủ duyên thì bấm công tắc lên nó cháy. Còn nếu có bóng điện đó mà không có dây điện nhưng mà không có bắt điện vô thì nó cũng chưa đủ duyên, nó không cháy. Nhưng mà có nghĩa là đủ duyên nó mới cháy. Nhưng mà luồng điện với bóng đèn cái nào quan trọng? Dạ cái nào cũng quan trọng hết. Cái nào quan trọng? Thôi được rồi, cho trò phó tay để xuống. Đúng rồi, tôi phải hỏi nữa đó, nhưng mà thời giờ nó hết nữa rồi. Thì quý vị thấy đó, nếu mà cái bóng đèn đứt mà luồng điện còn thì vẫn còn ánh sáng. Quý vị không tin đi mua cái bóng đèn khác vô đút vô không có ánh sáng tôi chịu thua, nếu luồng điện còn. Phải không? Thì cái luồng điện, cái ánh sáng nó tạm ẩn thôi. Ẩn như hiện, biết ẩn như hiện không? Ẩn không có mất là ở đó, nhưng mà thiếu cái duyên như ông đó nói thì đúng. Còn bây giờ cúp cái luồng điện rồi, có 100 bóng đèn cũng không có ánh sáng. Phải không? Cúp bừng điện rồi, bây giờ quý vị bóng đèn thay 100 cái mà bóng đèn tốt cũng không có ánh sáng. Trái lại cái luồng điện còn, bóng đèn đứt, tôi nói ánh sáng còn. Nó ẩn. Ẩn tức là nó nằm đó đấy. Bây giờ bị cái duyên nó thiếu, bây giờ đổi cái bóng đèn mới vô thì nó có ánh sáng liền. Như vậy ánh sáng này là của điện hay là của bóng đèn? Của luồng điện. Bóng đèn là cái cơ quan làm phát hiện cái ánh sáng của luồng điện. Phải không? Nó chỉ là cái cơ quan thôi, chứ nó không phải là ánh sáng. Chính luồng điện mới là ánh sáng. Phải không? Bây giờ tôi có một cái ổ điện 6, 7, 8, 9, 10 cái gì đó, tôi ghim vô cái quạt máy nó quay. Thì cái trong chống quạt máy quay này là do luồng điện hay do quạt máy? Do luồng điện. Rồi giờ tôi ghim qua cái bàn ủi ủi đồ, rồi nó cho sức nóng, thì cái nóng của bàn ủi này là của điện hay của bàn ủi? Nó có điện. Điện là chánh, cái bàn ủi là cơ quan và phát hiện cái sức nóng của luồng điện thôi. Phải không? Thì bây giờ tôi, cái linh hồn của quý vị là luồng điện, giống vậy để quý vị nhận cái linh hồn mình. Quý vị có thấy luồng điện không? Thấy không? Không, mà nói nó không có được không? Không được.
Nó không thấy nhưng mà nó có. Làm sao biết nó có? Đút vô bóng đèn nó cho ánh sáng thì tôi nói có điện cái gì chịu không? Đút bóng đèn không hư mà không có ánh sáng, tôi nói điện không có, phải không? Rồi tôi đút quạt máy vô mà nó quay, tôi nói có điện cái gì chịu không? Quý vị đem ra tôi nói đút tay vô nó giật, quý vị đút vô nó giật liền thì có điện phải không? Còn cúp điện quý vị đút vô nó không giật, đút quạt máy vô nó không quay là tôi nói không có điện. Nhưng mà cái quay của quạt máy, ánh sáng, bóng đèn, sức nóng của bàn ủi phải là điện không? Phải không? Coi chừng. Nếu phải thì cái nào là điện? Quạt máy là điện hay là bóng đèn là điện hay là cái bàn ủi là điện, hai cái radio là điện, hai cái tủ lạnh là điện, cái nào là điện? Cái đó không phải là điện mà là cái dụng của điện. Có học qua học không? Cái đó là cái dụng của điện chứ không phải là điện. Điện có một thôi mà có vô số cái dụng, phải không? Cái tác dụng đó, tác dụng nó rất nhiều mà cái luồng điện, cái bản thể của nó có một thôi, hiểu không? Hiểu mà ngó tôi lom lom vậy nè, hiểu không? Coi bộ ngơ ngơ ngáo ngáo bơ bơ hết à, cái gì chắc ăn bơ nhiều quá, hiểu không? Tôi nói gì hiểu không? Cái luồng điện có một thôi mà tôi có sáu cái ổ điện, tôi ghim vô quạt máy nó quay, ghim qua bóng đèn nó cho ánh sáng, ghim qua ngủ cho sức nóng, ghim qua vô nó hát, ghim qua tủ lạnh nó cho nước đá. Cái đó không phải là điện mà là cái tác dụng của điện. Còn điện có một thôi, hiểu không? Phải không? Tôi có gạt không? Nó rõ ràng vậy. Thì bây giờ qua linh hồn quý vị, thì cái luồng điện đó giống hệt như cái linh hồn. Thì cái thể xác này có sáu cái ổ điện. Nếu tôi ghim cái linh hồn qua con mắt thì nó cho cái gì? Thấy. Ghim vào lỗ tai nó cho cái gì? Ghim vào lỗ mũi nó cho cái gì? Ghim vô cái miệng nó cho cái gì? Hả? Nói nếm, phải không? Ghim vào cái chân nó cho cái gì? Nó đi. Thì cái chân con mắt quan trọng hay là cái linh hồn quan trọng? Linh hồn quan trọng. Sáu cái cơ quan này là sáu cái tai sai của linh hồn. Bây giờ quý vị ngồi đây mà quý vị nhấc chân, quý vị muốn đứng dậy đi xuống dưới mà cái linh hồn, cái tư tưởng nó không được à, hãy ngồi nghe, cái này quan trọng lắm, thì cái thể xác này dám đứng dậy không? Đó. Như vậy cái thể xác phải là tai sai của linh hồn không? Đó. Hồi xưa giờ quý vị có biết linh hồn không? Không hay gì hết. Mình sống tới bây giờ là gần chết rồi mà không hay là mình có linh hồn, phải không? Phải vậy không? Bây giờ tôi đưa bàn tay nè, quý vị thấy bàn tay tôi không? Thấy bằng cái gì lấy cái gì để thấy? Tôi nói quý vị nghe không? Để lấy cái gì để nghe? Mới nói rồi thấy bằng mắt, nghe bằng lỗ tai. Vậy thì không có con mắt, thấy không? Thấy bằng cái gì? Cái con người quý vị mà quý vị còn không rành đó, mà do không rành cho nên mới luân hồi, mới đau khổ. Khi quý vị hiểu rành quý vị rồi, cái đó kêu là niết bàn. Niết bàn ngay bây giờ tại đây. Mà hiểu sai nó thì là địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Còn hiểu lờ mờ rồi cải sửa, đó là cõi trời. Cõi trời biết á, mà lờ mờ thôi. Còn Phật thì biết một cách rành rõ toàn diện, thì đó là Phật. Thế nói đạo Phật dễ thôi, chỉ cần hiểu toàn diện thôi. Còn quý vị có hiểu toàn diện không? Chả biết gì hết. Bữa nay không gặp tôi, quý vị không biết linh hồn là gì. Thấy bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi, nói bằng miệng, đi bằng chân. Cái đó ai mà không nói vậy, sự đứa nít cũng vậy. Mà bác sĩ bây giờ cũng trả lời vậy. Tôi có mấy người, có người anh là bác sĩ, tôi hỏi ông cũng nói vậy không? Cũng nói thấy bằng mắt, nghe bằng tai. Ông nói không có linh hồn, sư nói dốc.
nói linh hồn sư chỉ cho tôi coi nó ra làm sao, nó bao lớn. Bây giờ làm sao chỉ? Tôi mới ví dụ cái luồng điện, ổng đầu hàng. Tôi nói vậy là không có điện. Bây giờ bác sĩ nó có điện, bác sĩ chỉ tôi coi luồng điện bao lớn, vuông hay tròn, xanh hay đỏ hay trắng hay vàng. Rồi bác sĩ không chỉ được, vậy là không có điện. Ổng chịu, ổng đầu hàng. Tôi nói Phật giáo độc đáo lắm. Bởi vậy làm sao đi sâu vào đó thì phải chịu cực khổ với tôi à. Tức là bữa 23 đi trả bài à, tôi mới giảng tới nữa à. Chứ còn giảng sâu nữa bây giờ nó không được đâu. Cái này mới phớt phớt trên lục bình trôi thôi. Còn chúng ta còn đi sâu vào đó nữa. Chịu không? Chịu thì mai ngồi suy nghĩ gẫm rồi cho đàng hoàng ha. Văn rồi tư ha. Phải chịu cực một chút, ta kêu là động não gì đó. Phải làm việc xoay cái ốc mình chút, phải nghiền ngẫm nó, giống như con trâu ăn cỏ vậy. Tối nay về nghiền ngẫm ha. Cái gì ở đây sướng thấy mồ, trụ trì lo hết. Ăn mặc ở bệnh gì có sẵn, chỉ ngồi niệm Phật, chỉ ngồi thiền với nghe Pháp. Còn ai tiên bằng không? Cái gì là tiên mắt đã đó. Phải không? Tiên chứ không phải Phật nha. Cái gì là tiên tử, thiên tử, con trời với con tiên. Chừng nào quý vị thấy được cái linh hồn, quý vị mới là Phật tử. Quý vị có linh hồn không? Có khi nào sống với nó không? Đó. Rồi cái con mắt nhất quá, bạch sư con nhất con mắt quá. Tôi nói con mắt không có nhất. Mà cái gì nhất mới rồi biết không? Quý vị có khi nào nhất cái răng không? Có, phải cái răng nhất không? Cái gì nhất? Cái gì nhất nè? Ôm cái răng tôi nói làm gì nó cái răng còn nhất quá. Tôi nói cái răng không có nhất. Như vậy là cái gì nhất? Cái tỉ máu nhất. Phải không? Quý vị đi vô nha sĩ nó soi cái lỗ, nó lấy cái chỉ máu ra hết nhất. Phải không? Như cái răng đâu có nhất. Cái răng là cái này. Còn cái chỉ máu là cái nằm ở trong sâu, cái tủy, tủy của răng. Phải không? Mà phải cái chỉ máu nhất không? Cũng chặt. Quý vị thấy đạo Phật độc đáo à. Thì tôi thích tôi mới đi xuất gia đấy. Mà quý vị không xuất gia là quý vị không đi sâu được đâu. Quý vị nhà còn ăn mặc ở bệnh, còn chồng, còn vợ, còn con, còn lo đám cưới, đám giỗ đủ thứ hết. Phải có tiền mới sống được. Còn xuất gia rồi không nhà, không cửa, không tiền, không bạc, không vợ, không con, cái gì Phật tử nó lo hết. Mình chỉ bắt kiết già ngồi thiền với nói Pháp thôi. Đó là Đức Phật chỉ à, người tu có pháp lý thôi, ngoài ra không có cái gì hết. Lộc của mình để lại cho đời, ra đi chẳng dính trong người. Một tâm danh lợi hoặc hơi của tiền, rồi sinh lại lưng phiên mỗi bữa. Một bát cơm đủ chứa dạ dày, không dư cất để qua ngày, chẳng hay phung phí tốn xài chi. Người bố thí sau khi mình thí, nên kẻ đời gắn trí học theo. Lòng tham là giặc hiểm nghèo, hạnh tu bố thí gương treo sửa đời. Pháp khất thực dạy người bố thí, cùng dạy mình chân lý không tham. Bao giờ dứt tánh mê ham, thì muôn vàng phận sự việc làm điều sống. Vỗ tay thì cầu đạo á. Quý vị nghe giải thoát quý vị khoái lắm. Nhưng mà kêu thực hành là không dám. Dám vỗ tay thôi, chứ không dám thực hành, dám đốc chứ không dám làm. Giờ làm không? Làm thì mấy cô cạo đầu, ở lại với sư cô. Còn mấy ông thiện nam thì về tịnh xá với tôi. Chịu không? Chúc bao cái xe về tịnh xá theo tôi. Còn mấy cô thì ở theo Phước Thành đây. Chịu không? Người giải thoát mà đoạn ly thế sự, hiệp tình đoàn khất sĩ du phương. Giáo đoàn có đấng Pháp Vương, dạy môn Bồ Tát mà đỡ đường Như Lai. Pháp thiền định hiện tài vô ngại, Pháp thần thông thấu hiểu thiên cơ. Rủi mai vượt trước ai ngừa, giúp cho thiên hạ được nhờ pháp lịch. Rừng trần thế u minh mờ tối, người lạc vào mất lối trở ra. Sanh thân rồi lớn rồi già, rồi đau rồi chết lìa qua một đời. Rồi theo nghiệp luân hồi trở lại, cũng sanh thân cũng mãi tấn tuồng.
Đó là quý vị đó. Muốn giải thoát là phải bắt cơm xin ngàn nhà, thân chơi ngàn dặm xa. Giải thoát là bỏ hết tất cả. Bỏ tất cả có nghĩa là được tất cả. Được tất cả có nghĩa là không được gì hết, không dính mắc cái gì hết. Đạo Phật phải nói vậy á. Quý vị dám không? Dám bỏ tất cả không? Quý vị giàu hơn Thái tử Siddhartha không? Không bằng cái lai của Ngài. Ngài vàng bạc gấm dốc sơn hà xã tắc, vợ đẹp con xinh, mà Ngài dứt cái một. Còn quý vị bây giờ giàu có đâu có bằng Thái tử, phải không? Mà quý vị không dám dứt. Có cái nhà với chiếc Honda, với bà vợ với vài đứa con thôi, phải không? Rồi đi thì sợ bà. Bà cho thì được, bà không cho thì chắc đi không được. Nhất vợ nhị trời mà, phải không? Đó, thành ra chúng ta thấy là cái xuất gia nó khó. Nó khó. Nó khó nhưng mà ý chí mình vượt hơn thì cái gì cũng được hết. Núi cao thì khí tôi cao hơn, biển rộng thì ý chí tôi rộng hơn, thì con người này có thể làm Phật được. Thái tử dứt hết, vua cha ba lần không cho, rồi cưới vợ cho ngài có một đứa con. Cái đó mới kẹt nữa à. Bắt đầu bỏ cha là khó, bây giờ bỏ vợ mà bỏ con, dứt liền. Nếu mà kéo dài nữa thì Thái tử không đi tu được, thêm hai ba đứa nữa thì chết luôn. Mà ngài dứt bây giờ mấy vị mới ngồi đây tu, tôi mới ngồi đây là nhờ Thái tử Siddhartha, nhờ Phật Thích Ca. Ngài đã mở trước con đường cho mình, thì bây giờ mình theo thôi, mà theo cũng không nổi nữa. Ẹt vậy đó, mình khỏi tìm cái gì hết trơn. Bây giờ có năm giới, tám giới, mười giới rồi nhận bất tử mà ngài đã làm trước hết. Ngài đã chỉ con đường cho mình rồi. Thôi bây giờ trở lại thì chúng ta thấy rằng vừa 23 tôi nói kỹ hơn về vấn đề linh hồn của quý vị. Về vấn đề linh hồn của quý vị, bữa nay tôi giảng nó lạ lạ phải không? Tôi giảng về con người quý vị thôi, tôi không có giảng đâu xa nãy giờ trong cái xác thân này không à. Và quý vị còn không biết gì hết. Thành ra quý vị thấy rằng Đức Phật sau khi mà đắc quả rồi, ngài lưỡng lự không muốn giáo pháp. Chúng sanh đó là biển hoa, chúng sanh là tôi và quý vị đấy, không có chịu dứt khoát cái gì hết. Ký cù nhây hoài, bỏ thì không nỡ bỏ, muốn thì muốn làm hạt, mà nữa là muốn làm gà. Gà nhà có lúa nó ấm, nhưng mà cái lò than bên đó, còn hạt nội thì vô lương, thì bữa đói bữa no. Xin ăn thì mắc cỡ, ăn chay thì sốt ruột, mà ngồi thiền đó thì mỏi chứng. Thì thôi cạo đầu thì rác giá, thôi nó giỡn làm gì được hết. Thành ra con người phải ý chí cho mạnh. Thì tôi đó là ý chí tôi mạnh, nhưng mà vô đây tôi gặp Đạo Phật tôi chớ giới. Người ta nói là tế tâm nhất xứ vô sự bất thành. Có người ý chí mạnh làm cái gì cũng được, có thể thay trời đổi đất, có thể dời non lấp biển, có thể làm tiên làm trời, nhưng không thể làm Phật. Cái đó là cái chết nhức đầu của tôi. Tôi muốn làm Phật chứ tôi đâu có muốn làm trời, đâu có muốn làm tiên. Còn mấy ông bà bây giờ là trời là tiên, không thể qua Phật được. Con người trời đó là phải có thần thông, tiên là phải thần thông, có thể dời non lấp biển, đổi đá giá trời. Khoa học bây giờ là mấy ông trời, mấy ông tiên đó. Chúng ta thấy là chế ra đủ thứ bom nguyên tử này kia đủ hết. Thì chúng ta thấy câu chuyện mà tôn hành giả đó, Tề Thiên Đại Thánh đó, tức là Tây Du Ký, rất hay. Tôn hành giả quý vị biết không? 72 phép biến hóa. Thường thường người ta đó như chưa bắt giái rồi sẽ tăng đâu có 36 phép, mà tôn hành giả tới 72 phép. Ông đằng dân, người ta cân đấu dân đó là ông, người ta đằng dân đó có mấy chục ngàn cây số thôi. Ông cân đấu dân một cái 10.800 cây số. Có mình ông làm được thôi. 72 pháp biến hóa, ông nhổ cái lông phía sau, ông nhai, ông phun ra hàng ngàn tài thiên, cầm thước bản. Đánh tới mấy ông trời chạy thấy mồ luôn.
Con vua trời của mấy vị đó đánh với trời thiên, trời thiên được chạy chết luôn. Đệ tử đầu ra đông quá, bao dây ổng nhổ rồng ổng phun ra mấy ngàn trời thiên để chống cự. Cuối cùng đó Phật Bà Đức Quan Âm lợi rượt đánh ổng, bắt ổng bỏ vô trong cái như là hợp tác với Thái Thượng Lão Quân, bắt ổng mới bỏ vô trong cái lò bát quái. Ví dụ biết lò bát quái không? Càng khảm cẩn ly trốn trốn tôn đoài tám đường, mà thường thường người Tàu hay quý vị đâu có thờ cái hình mà tám gốc đó. Nó càng khảm cẩn chấn tốn ly không đoài để mà đốt ổng. Cái lò đó mà đốt vàng heo nó cũng chảy luôn. Thế mà trời thiên vô đó nóng quá, ngài mới chạy qua cung tốn. Cung tốn là cung gió. Ngài không chạy, không chạy. Ngài là đá thành mà. Tôi nói sơ quan chút xíu thôi. Đó thì cuối cùng sau khi mà đốt lâu quá, cái Thái Thượng Lão Quân tính là chảy ra hết rồi, mới dỡ cái nắp lò lên. Ngài thấy ánh sáng vô, cái ngài phóng ra. Phóng ra cái ngài rút cái thước bản ra, ngài đạp cái lò bát quái đổ. Ngã xuống cái nó rớt cục, thang xuống thành là cái quả Diệm Sơn. Bây giờ núi lửa là do Tề Thiên đạp xuống đó. Cục lửa nó vậy, trong đó nó nhiều cái hay lắm. Đó thì Quan Âm thấy là bắt không được. Nó cái tàn hình, nó cái độn thổ, nó cái thăng thiên đằng dân bắt không được. Cuối cùng ông trở về, ông đánh vô trời nữa. Vô trời la trời, đánh không lại. Mới đi cầu Phật Tổ, tức là Thích Ca Như Lai. Chỉ có Phật Tổ mới trị ông được thôi. Bồ Tát trị không được. Làm ông bắt thì dùng bao nhiêu ông xảy truồng ngoài. Bắt ông trói rồi cột lại. Ông dùng cái đứt dây. Rồi lấy dây thứ mà khủng thần tiên vậy đó, dây rập cứng. Dùng hỏng đức, ông mới thu nhỏ lại, ông chung ra tu, không có làm cái gì cũng được. Bắt ông rồi cũng như bắt cóc bỏ gì á. Rồi cuối cùng cái Bồ Tát biểu đi cầu diện Như Lai, chỉ có Như Lai mới trị ông thôi. Mà chúng ta biết Như Lai trị bằng cách nào? Phật không bao giờ dùng thần thông, không bao giờ bắt ai, không bao giờ kèm kẹp, không bao giờ trói ai. Thành ra cái đạo Phật hay chỗ đó là chỉ dùng cái pháp lý thôi. Cái pháp lý đó mà người ta đầu hàng. Còn cõi đời mà không ấy, ông vua ông xử cái tử hình, như chánh phủ giờ hãy phạm tội tử hình. Còn đạo Phật đó phạm tội tử hình thì sao biết không? Trục xuất ra khỏi, mang hình thức dân lại cơ hoàng tục, đây là tội nó nặng nhất. Mà cái tội tử hình đó mình tự khai ra, chứ không phải là Đức Phật bắt buộc mình. Còn ngoài đời là chánh phủ đủ án, hay kêu án mình đủ bằng cớ rồi là tử hình. Còn ở trong đó không có. Mình tự khai lên. Khi mà tự tứ đó, bảy bữa mình quỳ lên là con phạm giới đó đó, thuộc về tội trục xuất. Xin chư Tăng chứng minh cho con xả y ra đời. Bạch ba lần. Mà nếu chư Tăng thấy đúng, quý hòa thượng lớn ở trên, vị tôn túc thấy đúng im lặng. Đạo Phật có im lặng là chấp nhận đấy, còn không đúng là lên tiếng. Ông xử cái đó sai. Cái tội đó không phải là trục xuất, tội đó là quỳ hương thôi. Thì chúng ta thấy như là hai cha con mà đi vô rừng tu á, xin Đức Phật vô rừng giúp cho. Thì vô rừng nó con cọp này đang ngồi thiền, con cọp nó xuất hiện. Thì ông già ông sợ, ông hét lên một cái ông chạy. Thì ông con thấy vậy, đứng dậy thấy ông già lớn tuổi là tám mấy rồi, mới kéo tay ông già chạy. Chạy ra tới ngoài rừng thì con cọp nó rượt không kịp thôi nó bỏ. Thì ra coi thì ông già chết rồi nào. Thì tám mấy tuổi mà kéo lết ở trên mặt đất thì làm sao được. Ra tới coi chết. Ông mới đào cái lỗ đó, ông lấp ông già lại, ông về sám hối chư Tăng. Bạch chư Tăng, con đã lỡ giết cha con rồi. Con xin hoàn tục, tội con là tội trục xuất ra khỏi giáo hội. Ba lần giáo hội im lặng chấp nhận, ông hoàn tục. Hoàn tục rồi, cái ông đi về nửa đường, ông quên từ giả Phật Thích Ca, ông trở vô từ giả. Đức Phật nói, ông phạm tội gì? Nói, con phạm tội giết người, mà giết lại giết cha con nữa. Ông mới kể ra, Đức Phật cười. Nói ông có bạch giáo hội ba lần giáo hội chứng minh cho con hoàn tục. Đức Phật nói tầm bậy. Tội này đâu phải là tội trục xuất. Ông đâu có cố ý giết cha. Cái này là ngộ sát chứ không phải cố sát. Ở ngoài đời cũng vậy, ngộ sát không có tử hình. Cố sát mới là tử hình. Đó, Đức Phật mới hộp hết tỳ kheo lại mới hỏi. Đức Phật nói ông đâu có cố ý giết. Ông kéo cha chạy mà cứu cha mà vô tình giết cha. Cái này là tội bất, không có ý tứ thôi. Thì ông chỉ quỳ hương thôi. Thành ra vị tỳ chỉ đó mặc y tỳ kheo trở lại và phải quỳ một cái nhang.
thì quý vị thấy là đạo Phật hay không bao giờ mà người khác buộc tội mình, mà tự mình phải khai ra, kêu là tự tứ. Tự là chính mình, tứ là phát lồ khai ra, tự mình khai ra rồi mới biết cái giới đó phạm về giới gì, tự mình xử lấy. Còn giáo hội chứng minh hãy đúng là thì bạch ba lần giáo hội im lặng thì mình tự xử lấy. Còn nếu giáo hội thấy không đúng thì quý vị tôn túc lên tiếng. À, quý vị phải nhớ chỗ đó. Thì thôi đây tôi nói sơ qua cái lực của Phật, chứ cái lực ở đời nó khác. Ở Phật không có một cái xiềng xích, không có một tiếng chửi thề, chứ đừng nói là đánh đập. Thì ở đây cũng vậy, sau khi cầu đức Phật Thích Ca đến, Ngài đến rồi, thì Ngài nghe thấy hai bên đánh nhau, Ngài lời Ngài càng nói thôi ngưng đánh đi, để Như Lai nói chuyện một chút. Rồi Đức Phật mới hỏi con khỉ, ông ở đâu về đây? Nói tôi là đá sanh ra. Có ông bao nhiêu tuổi? Nói tôi mấy ngàn tuổi rồi. Nói ông tu bao nhiêu kiếp? Thì Tề Thiên nói bao nhiêu kiếp? Ôi vậy đâu có bằng Thích Đề Hoằng Nhơn, vua trời tu gấp ba lần ông. Rồi ông Tu Hành Giả nó bộ tu lâu rồi làm trời sao ngài? Bộ tu lâu rồi làm trời sao? Ai có thần thông có phép hơn thì ngồi đó làm trời. Như Lai kêu Thích Đà Hoàng Nhân ra đánh với tôi, mà đánh hơn tôi đó thì tôi chịu, còn đánh thua tôi thì xuống ngôi để tôi làm vua trời. Đức Phật Thích Ca cười dữ, à ông giỏi quá ha, ông được cái gì ông nói tôi nghe coi. Nói tôi được cân đổi dân, người ta đằng dân có mấy ngàn cây số, tôi cân đổi dân 10.800 cây số, tôi có 72 phép biến hóa. Thì Đức Như Lai nói ông giỏi dữ ha, bây giờ ông nhảy qua cái bàn tay Như Lai được không? Thì Thầy Thiên Đại Thánh cười, nói thầm ở trong bụng, trời mình nghe Thích Ca Như Lai thần thông quảng đại dữ lắm mà, cái gì giống như con nít vậy. Cái bàn tay ổng mà bao nhiêu mà mình nhảy không qua, mình nhảy mà cái cao 10.800 cây số, mà cái bàn tay nó có bao nhiêu? Thì ổng mới cười, nói con nhảy qua cái bàn tay Như Lai, Như Lai tính sao? Nếu nhảy qua Như Lai kêu Thích Đà Hoằng Nhơn xuống ngồi để con lên nó ngồi ạ. Con làm trời, con làm vua trời, ngài chịu không? Nói được. Nếu mà ông nhảy qua cái tay ta kêu vua trời xuống ngồi để ông lên làm ngồi. Nói ngài hứa heo, ngài phải giữ lời hứa, giờ ngài làm cái biên bản đi. Thì ông nói, ông Phật mà làm biên bản cái gì? Một lời ta nói còn hơn đến đóng cột nữa. Ngươi cứ nhảy qua được đi thì ta kêu vua trời nhường ngôi cho ông. Ta nói vậy coi à, coi Tề Thiên phóng heo, phóng một cái tuốt lên đi trời xanh. Thì ngài nói cha mình phóng xa quá rồi, chắc qua khỏi cái bàn tay Như Lai xa quá. Dồn lên thì thấy có 5 cây cột, có cây cột giữa đó cao nhất. Ông mới lợi đó, ông đái ngay đó. Ông mới rút cái lông ở phía sau, ông làm cái giết, ông đè trên cái cột đá đó. Nói là Tề Thiên Đại Thánh nhất du đáo xứ, tức là Tề Thiên Đại Thánh một cái nhảy là tới đây. Rồi ông tiểu vô được đó, ông mới phóng chạy xuống. Như Lai, ông kêu Thích Đề Hoằng Nhơn xuống ngồi cho ta, ta nhảy cao quá hút bàn tay Như Lai xa quá. Như Lai nó con khỉ đã dắt mày, lợi mày coi cái bàn tay của ta mày đái ở trên này. Còn cái chữ Tề Thiên Đại Thánh nhất vô đó xứ này, thì Tề Thiên Đại Thánh làm dấu sợ Như Lai nói mình không nhảy tới đó. Ông lại ông coi, ông ngó rồi nói trời ơi, chữ của mình viết thiệt mà, sao mình nhớ mày nhảy cao quá mà sao mình đái ngay cái bàn tay ngó giữa của ông. Nó không được. Đức Như Lai chơi gạt con, chơi cái này là chơi không được, xí con, xí gạt con không chịu đâu. Chứ con nhảy rõ ràng, con nhảy xa một cái nhảy con là 10.800 cây số, mà cái ngọn tay Như Lai đâu có bị cao mà dữ vậy. Thì cuối cùng đó là ông không chịu. Thì Tề Thiên nói giờ Đức Như Lai đưa bàn tay cho con nhảy lần nữa, con nhảy lần nữa coi có qua không. Đức Phật nói được, bây giờ ông nhảy lần nữa đi. Ngài mới đưa cái bàn tay lên, thì Thiên Đại Thánh mới phóng qua. Ngài lấy bàn tay ngài đè dính con khỉ ở dưới. Con khỉ nằm dưới bàn tay của Như Lai. Cuối cùng đó thì ngài mới lấy cái giá bùa, cái lá bùa án mà đi bắt dòng, ngài dán lên trên đó. Con khỉ nó tức, nó dùng mình một cái là cái 5 ngọn núi nó lúc lắc rung động. Ngài mới lấy cái lá bùa dán lên cứng ngắc, không có nhúc nhích nữa. Thì quý vị biết muốn nói cái gì không?
cái thiên đại tánh hay lắm, hay triết lý hay lắm ạ. Cái đó triết lý còn ba ngày ba đêm cũng chưa hết nữa. Cái lý nó rất hay, lý nó mới gì, không nắm di thức là không hiểu. Còn tay năm ngón là cái gì biết không? Là sắc, là thọ, là tưởng, là hành, là thức, là quý vị đó. Quý vị là bàn tay năm ngón. Trong cái thể xác không đầy hai thước này đủ cái núi ngũ bẩn trong đó. Tôi muốn giảng cái đó đấy. Nếu quý vị mà không hiểu cái thân xác, cái tiến trình của ngũ bẩn này, thì quý vị là bốn đường ác. Còn quý vị hiểu nó lờ mờ, ý cải sửa nó là quý vị bốn đường thiện. Còn quý vị hiểu rõ nó thì quý vị là Như Lai. Đó, quý vị phải hiểu cái đó. Chiếu kiến ngũ quẩn dây không, độ nhất thiết khổ ách, xá lợi phất, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức, diệt phục như thị. Mà ngũ quẩn là cái gì quý vị biết không? Ngũ quẩn là cái tiến trình của sắc, là nhận sự vật mà chưa có cái biết. Tiến trình của thọ là cảm giác, có cái biết dễ chịu, khó chịu, không dễ chịu, không khó chịu. Dễ chịu là lạc, khó chịu là khổ. Không dễ chịu, khó chịu là bất lạc, bất khổ, là cái biết mà chưa có phân biệt. Còn tưởng quẩn là cái biết mà có phân biệt. Còn hành quẩn là cái nghiệp, có sự đắn đo lựa chọn để quyết định hành động sai thân và sai miệng làm. Đó là hành quẩn, là nghiệp. Rồi sau khi tạo nghiệp, cái nghiệp mới chứa trong cái linh hồn quý vị. Đó là kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, kỷ niệm và tội phước. Thí dụ, tôi nhìn cái bình thủy đây, thì cái bình thủy đó là sắc trần, con mắt tôi đó là căn, nhãn căn. Nhãn căn tiếp xúc với sắc trần thì cái tròng đen tôi nhận lấy cái bình thủy, thì cái đó gọi là sắc quẩn, chưa có cái biết. Giống như cái gương hay gì, để cái bình thủy thì cái trong cái gương này có cái bình thủy, thì cái đó là sắc quẩn. Hiểu kịp không? Bữa khác tôi giảng lại kỹ hơn, bữa nay giảng sơ thôi để quý vị có cái khái niệm thôi. Rồi sau đó dây thần kinh thị giác mới tiếp xúc với cái bình thủy ở trên tròng đen, chứ không phải bình thủy bên ngoài, thì dây thần kinh mới rung động, thì cái cảm giác mới mượn cái rung động đó cho cái cảm giác dễ chịu, khó chịu hay không dễ chịu, không khó chịu. Giống như cái răng hồi nãy, khi mà nó sưng nó nhức rồi đó, thì bắt đầu là không phải cái răng nhức mà dây thần kinh tủy, tức là thần kinh của răng nó sưng lên, thì cái cảm giác mà mượn cái sưng đó ra một cái khó chịu, tức là nhức nhối. Vậy nhức nhối này không phải là dây thần kinh, mà là cảm giác nó mượn cái dây thần kinh mất quân bình đó, mất quân bình âm dương, nó làm cho đau nhức. Thành ra quý vị không cần lấy tủy cũng được, quý vị uống thuốc bắc cho hạ cái nhiệt xuống rồi là nó hết nhức, phải không? Còn nếu uống nó không hạ nữa thì quý vị lấy cái chỉ máu thì nó hết nhức. Còn để chỉ máu cũng được, thì quý vị uống thuốc cho nó hạ cái nhiệt, ta kêu là diêm nha chu, phải không? Ai mà nha sĩ rồi nghe tôi nói hiểu. Hồi xưa tôi không hiểu, nhưng mà khi ý thức rồi, tôi ngồi thiền tôi thấy, tôi cười hoài, nói trời đạo Phật quá, quá xá, độc đáo. Đó, rồi bây giờ cái dây thần kinh thị giác đó, nó cảm giác cái dễ chịu, khó chịu. Nhưng mà quý vị thấy tôi nhìn cái bình thủy, tôi mỉm cười. Quý vị nói sao sư nhìn cái bình thủy này thấy sư vui quá vậy? Thì cái dây thần kinh cảm giác nó chỉ là cái biết dễ chịu, khó chịu, chứ giải thích nó không giải thích được. Muốn giải thích đó phải nhờ dây thần kinh ốc. Mà thần kinh ốc không có giải thích, mà tư tưởng nó mượn cái dây thần kinh ốc để nó phát ra cái giải thích. Cũng như tôi nói nãy, luồng điện nó mượn cái bóng đèn để phát ra ánh sáng. Thì ánh sáng này không phải của bóng đèn, mà là của luồng điện. Vậy thì cảm giác này là của tâm, nó mượn cái dây thần kinh để phát ra dễ chịu, khó chịu. Rồi dây thần kinh ốc đó, tư tưởng mới mượn nó làm cái cơ quan để phát ra cái sự phân biệt. Mà tư tưởng muốn phân biệt thì nó phải nhớ lại. Mà cái nhớ lại là cái kinh nghiệm, kiến thức quý vị nằm ở trên không gian, do cái cuộc sống của quý vị học hỏi, làm tội làm phước,
kinh nghiệm, kiến thức, ký ức đều chứa trong không gian, không mất một mảy may nào hết. Thì cái nghiệp đó là cái ý chí đó, nó mới mời trong đó cung cấp cho tư tưởng, tư tưởng mới trả lời. Thì cái này kêu là tưởng quẩn. Rồi tưởng quẩn là cái phân biệt, dễ chịu, khó chịu, giải thích, đặt tên, dinh nhục, lợi hại, thịnh si, khen chê đều do tưởng quẩn này. Nó mới đưa nó cái bình thủy này tốt lắm, anh nên sinh một cái. Thì cái ý chí là cái nghiệp đó mới đánh đo. À, nên sinh rằng mình về mình xài, nó giữ nóng lâu, nó lại inox, nó rất không bể. Thì thôi mình hỏi coi cái này Phật tử mua ở đâu. Thì cái ý chí mới xài, cái thân đi hỏi, cái miệng hỏi, cái thân đi. Thì cái miệng hỏi là miệng nghiệp, thân hỏi là thân nghiệp. Thì có thân khẩu, thân khẩu này đều do cái ý chí là cái ý nghiệp. Thành ra thân khẩu không quan trọng mà ý mới là quan trọng. Ý sai khiến cái thân với cái miệng làm. Rồi sau khi làm rồi mới được cái chủng tử, cái kinh nghiệm, kiến thức mới chứa trong cái kho linh hồn. Đó kêu là thức quẩn. Đây là cái tiến trình của năm quẩn. Tôi nói lại, sắc quẩn là nhận lấy sự vật chưa có cái biết. Thọ quẩn là dây thần kinh cảm giác có cái biết mà chưa phân biệt. Tưởng quẩn là dây thần kinh óc tư tưởng nó mượn để phát ra cái phân biệt. Rồi hành quẩn nó không có căn, nó là cái ý chí, nó quyết định hành động, nó sai thân hành động, miệng hành động. Miệng hành động là khẩu nghiệp, thân hành động là thân nghiệp, đều do cái ý chí là hành nghiệp sai khiến nó. Sau khi sai khiến rồi, thân với miệng mới tạo tác. Tất cả những cái tạo tác này mới chứa trong cái linh hồn, không mất mãi mãi nào hết. Mai mốt có ai hỏi bình thủy này rồi thì cái linh hồn nó chứa đó, nó cung cấp cho tư tưởng mới trả lời. Thì đó là cái tiến trình cuộc sống của quý vị. Từ bên trong mà ý chí nó moi ra, nó đưa cho tư tưởng, rồi tư tưởng mới sai năm thức đầu, thì cái đó kêu là hiện hành. Rồi khi tạo tác nghiệp rồi, nghiệp nó chứa lại trong co, kêu là quân tập. Quân tập là xông úp vô hiện hành là phát ra. Chúng ta cứ xông vô rồi phát ra. Cuộc sống chỉ có bao nhiêu đó thôi. Chúng ta có sáu căn, qua mắt cũng có cái tiến trình âm quẩn, qua lỗ tai cũng có, qua lỗ mũi cũng có, qua cái miệng cũng có, qua sắc thân cũng có, qua cái óc cũng có. Chính cái này tạo nghiệp. Nếu quý vị sống mà không hay biết gì hết, quý vị ngay bây giờ là bốn đường ác. Còn quý vị biết một cách lờ mờ, quý vị sợ nó, quý vị đè nó xuống, chạy trốn nó, thì đó là cõi trời. Còn quý vị biết rành rõ sống với nó mà không hề dính mắc nó, thì quý vị là Phật ngay bây giờ và tại đây. Thôi vậy đủ chưa? Đó là tôi nói đại cương thôi nhé, không phải vậy đâu, còn tu là còn có à. Thì bữa 23 tôi trở lại trả bài, rồi tôi sẽ giảng sâu hơn nữa. Giảng về con người quý vị thôi, không có gì ra khỏi sắc thân quý vị hết á. Sắc quẩn cũng là sắc thân quý vị, mà cảm giác cũng nằm trong sắc thân quý vị, mà tư tưởng cũng là quý vị, còn ý chí cũng là quý vị, mà linh hồn cũng ở trong sắc thân quý vị. Thì sắc quẩn là sắc thân quý vị tiếp xúc với sáu cảnh, mắt tiếp xúc với hình tướng, tai tiếp xúc với âm thanh, mũi tiếp xúc với mùi thơm, miệng tiếp xúc với đồ chay chua ngọt mặn đắng mặn, rồi sắc thân tiếp xúc với cơn láng mịn màng lạnh nóng. Còn cái cảm giác đó là dây thần kinh. Quý vị cũng có sáu cái dây thần kinh. Thần kinh của mắt kêu là gì hả? Thần giác. Thần kinh của lỗ tai. Thần kinh lỗ mũi. Thần kinh của lưỡi. Thần kinh của sắc thân. Giỏi. Cho anh chàng phó tay để nhớ. Thì chỗ đó là chỗ phát hiện cái cảm giác dễ chịu, khó chịu là cái biết mà chưa phân biệt. Còn muốn phân biệt đó là phải dây thần kinh óc. Biết dây thần kinh óc không? Đó là trung tâm của tất cả cái phân biệt. Thì đó gọi là tưởng quẩn. Còn ý chí là nó đắn đo lựa chọn để quyết định hành động tạo nghiệp. Thì ý chí nó không có hình tướng. Còn cái linh hồn nó nằm trên không gian. Nó chứa hết tất cả kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, kỷ niệm của quý vị đã làm. Thành ra sau khi chết rồi, xác thân này gián đoạn,
gián đoạn, tức là đất nước lửa gió trả về đất nước lửa gió, thế là sát thân hết. Dây thần kinh cũng đứt luôn, gián đoạn. Cái óc này cũng tiêu luôn, tư tưởng gián đoạn. Còn cái ý chí muốn sống vẫn còn. Người nào mà không dính mắc nữa thì cái ý chí này mới im phải, thì đắc quả là hán. Còn quý vị còn ghiền một cái gì thì quý vị còn luân hồi. Vì sống có ghiền không? Ghiền đủ thứ. À, người nam thì ghiền cái gì? Rượu, thuốc, trà, cà phê, cờ bạc, đá bông banh quốc tế, cờ tướng, vân vân, đủ thứ hết. Còn người nữ thì ghiền cái gì? Cầu thì dễ bỏ thôi. Ghiền cái gì? Son, phấn, đồ áo mặc đủ mốt hết á. Người nữ có khi 20-30 bộ đó, và người nam thì 2-3 bộ thôi. Ăn nè, mặc nè, ở nè, bệnh nè. Về cái ăn thì người nam nặng đó. Ăn đủ thứ, nhất là mấy người nhậu á. Còn người nữ đó thì thường thường giết là tôm cua cá tép. Còn người nam là giết thứ lớn á, đâm họng heo, cắt cổ gà. Người nữ làm bếp thì bị phạm nhiều lắm, nhưng mà tôi thấy người nữ nhát, đỡ. Có người nấu bếp mà không dám cắt cổ gà, nhờ mấy người nam cắt, thì càng cắt là càng nặng. Còn kêu mấy người nam cắt là gián tiếp giết, còn người trực tiếp giết thì tội nặng hơn. Thì chúng ta thấy cuộc sống này còn ghiền là còn luân hồi. Nhưng mà có tới 3 thứ ghiền, chúng ta nên nhớ. Một cái ghiền bên ngoài, một cái ghiền bên trong. Còn một cái ghiền bỏ bên ngoài, bỏ bên trong, mà ghiền cái mông lung của tư tưởng. Bữa khác tôi dạy. Ghiền bên ngoài quý vị thấy dễ là cờ bạc, là rượu chè, hút thuốc, là cái đó là ghiền bên ngoài. Tức là làm cho cái sắc thân bên ngoài này. Còn ghiền bên trong là cái sắc thân dây thần kinh. Tôi cái đó tôi khó bỏ, tôi khi xuất gia rồi tôi bỏ ngoài dễ ợt thôi. Nhưng mà ngồi thiền mà được cảm giác hỷ lạc, mà trong Đức Phật nó bỏ luôn, trời ơi bỏ rồi làm sao? Đức Phật nói sống đừng có vấn đề gì hết, mà trong cuộc sống này thấy có một cái vấn đề, mà thức dậy sống không có vấn đề làm sao sống? Mà Đức Phật nói không vấn đề mới là sống tràn lan giải thoát nhất. Tôi ngồi thiền tôi được cảm giác hỷ lạc, tôi thấy thích cái đó. Để khi nào mà bận rộn đau khổ gì thì kiếm chỗ nào trốn vô đó ngồi nhập vào thiền, nhị thiền tam thiền nó lạc vô cùng. Mà Đức Phật nói cái này cũng dính mắc, sau này con sanh về cõi trời. Cõi trời cũng là cái xiềng vàng thôi, phải bỏ luôn. Rồi sau bỏ cõi trời đi tới tư tưởng là không có xác thân, không có cảm giác, nhưng mà còn tư tưởng, sống như tư tưởng, Ngài nói cũng kẹt nữa. Sau sanh về cõi trời vô sắc, tức là không có xác thân nhưng mà dính trong tư tưởng. Rồi dứt cõi trời vô sắc nữa thì còn cái gì? Không còn cái gì hết. Còn cái yên lặng chân không, còn cái bất tử. Thì cái đó bữa khác giảng nãy tôi có nói đó, là hiểu hết tất cả, sống với tất cả mà không dính mắc thì người này là Phật. Còn hiểu lờ mờ mà cải sửa là trời. Còn cái sắc thân mình, cái cuộc sống mình không biết gì hết, địa ngục ngạ quỷ súc sanh ngay bây giờ tại đây. Anh nói đạo Phật là đạo thực tế ngay bây giờ tại đây. Thôi tới đây thôi ha, ai có hỏi gì không? Bữa 23 trả bài ha. Rồi ngáo thì tôi giảng nãy giờ đó, thì giảng về cái sắc thân quý vị. Thành đâu quý vị kiếp này không đắc quả thánh được đâu. Nhưng mà nếu giảng sanh về cõi Phật, thì một người giảng sanh một người thành Như Lai, 100 người thành 100 vị Như Lai. Vì lẽ đó mà tôi mới đến đây giảng cho quý vị, và tôi mới bỏ bên thiền mà tôi qua tịnh độ là chỗ đó. Tịnh độ khó hiểu, khó tin, nhưng có thật. Nếu quý vị đi sâu vào di thức, quý vị thấy rất rõ. Thành ra bây giờ hỏi tôi có tin tịnh độ không? Tôi nói tôi không có vấn đề tin. Một cũng không có vấn đề không tin. Tôi thấy như thấy chỉ trên bàn tay. Còn hồi xưa là tôi không tin. Tịnh độ có nhiều cái nó mơ hồ. Bởi như nó không phải là thế giới của tư tưởng. Dùng tư tưởng mà tìm hiểu tịnh độ 1000 năm cũng hiểu không được. Nhưng mà ngồi thiền cho sâu, học di thức, rồi mình thầm hỏi. Biết thầm hỏi không? Tức là giống như người câm mà nằm chiêm bao ấy. Thì thấy được rồi thức dậy, người câm nói gì được không? Không được. Chiêm bao thì có các người câm thấy được. Nhưng mà hỏi ông chiêm bao ông thấy cái gì? Vậy thôi. Đâu có nói được.
Thành ra một người đi sâu vào thiền định, hiểu được thế giới tịnh độ rồi, giống như người câm mà ngủ nằm chiêm bao, khó mà diễn tả lắm. Nhưng mà có thể diễn tả một vài chút để quý vị có tu thiền, quý vị thầm hội được nó. Thì Phật Thích Ca đã tương ký rằng sau khi ta tịch đó thì cái cõi hiện tượng giới này nó phải qua bốn thời kỳ: thành, trụ, hoại, không. Thì thành là thời chánh pháp, nó trụ thời gian, rồi đó tới thời là tượng pháp, rồi tới cuối cùng là mạt pháp. Tượng pháp, chánh pháp 1000 năm, vì thâu người nữ cho nên mất 500 năm. Thời tượng pháp là na ná, chánh pháp tức là 1000 người tu đắc 990 mấy người. Còn thời tượng pháp là 1000 người tu đắc 500-600 thôi. Rồi thời mạt pháp này 1000 người tu đắc chừng 3-4 người à, chứ không có nhiều. Vì sao vậy? Vì xa mặt trời, Đức Phật đã tịch rồi thì kinh điển bị ngoại đạo nó xen vô. Nhất là người dịch kinh nếu trung thành cũng dịch không đúng nữa. Thành ra Đức Ca Diếp sau khi mà Đức Phật tịch rồi thì 1250 vị đều đắc La Hán, có mình A Nan đắc quả nhập lưu thôi, tức là thánh thứ nhất. A Nan lo hầu quá, nghĩ rằng chắc mình chết sau Đức Phật, không ngờ Đức Phật chết trước, ngài khóc quá trời. Đức Phật rầy, rồi ngài xin trùng tiên, bởi ngài có cái trí nhớ đệ nhất, đa văn đệ nhất trong giáo hội, không ai nhớ mà. Mấy trăm ngàn bài pháp Đức Phật ngài nhớ không sót một bài nào hết, ngài có cái tài đó. Thành ra Ca Diếp có một số tỳ kheo nhớ vài chục bài thôi, 30, 40, 50, 70, Đức A Nan nhớ hết, thì ngài mới đưa tay xin trùng tiên. Thì Ca Diếp đuổi ra khỏi giáo hội. Ông không phải là thánh tăng, ông mới là quả nhập lưu thứ nhất thôi. Nếu ông lập lại lời Đức Phật thì lời Đức Phật thành lời của vị nhập lưu thì kinh điển không có giá trị. Tức là kinh đó mà giờ tôi đọc tôi giảng khác, quý vị đọc quý vị giảng khác. 10 người đọc cái kinh chẳng hạn như kinh A Di Đà, 10 người giảng khác nhau hết. Ở Hoằng Pháp quý vị thấy rồi, 10 vị giảng sư lên giảng 10 cách khác nhau, không ai giống ai hết, có khi còn mâu thuẫn nhau nữa. Còn quý vị không biết cái gì, quý vị không biết làm sao. Nào, niệm Phật là 4 chữ hay 6 chữ? Có vị pháp sư thì nói phải 6 chữ, có vị thì nói 4 chữ, có vị thì nói 4 hay 6 cũng được, có vị thì nói 1 chữ cũng được. Nào, thì thành ra quý vị chớ giới không biết cái nào đúng. Rồi niệm Phật có vị nói phải lần chuỗi, có vị nói khỏi lần chuỗi, rồi không biết mình nghe ai. Thành ra tôi muốn giảng là giảng cái gốc cho quý vị nắm chỗ đó, rồi biết ai giảng đúng, ai giảng sai, mình tu đúng hay mình tu sai. Bởi vì mình phải quyết định cho số phận lang thang của mình, mà quý vị phải hiểu cho đúng thì tu đúng. Mà đạo Phật sai một ly thì đi ngàn dặm, nó khó chỗ đó. Thành ra trả lời là cái huynh giảng đó là sau khi Đức Phật tịch diệt rồi thì 500 năm đầu còn chánh pháp, người tu đắc quả rất nhiều. Tới 1000 năm sau là tượng pháp, na ná như Đức Phật. Thành ra tu 1000 đắc giỏi chừng 500. Tới thời mạt pháp 1950 người không có. Thì tức là từ 1500 trở về sau là mạt pháp. Bây giờ 2500 mấy chục năm rồi, thì tức là nhằm thời mạt pháp. Mà mạt pháp phải kéo dài 10.000 năm thì Phật Di Lặc mới ra đời. Tức là quý vị còn tái sanh trở lại 200-300 thân nữa. Thành ra quý vị thấy ngán. Mà càng ngày càng đi xuống. Tại sao vậy? Tại Đức Phật đã tịch rồi, kinh điển không còn. Kinh điển là ngụy không, tức là giả dối thôi. Ngoại đạo nó xen vô đó. Thành ra bây giờ mới có kinh tiểu thừa, kinh trung thừa, kinh đại thừa. Mâu thuẫn nhau tùm lum. Kinh nào cũng nói là Phật nói hết. Còn như tôi giảng, tôi lập lợi lời trong kinh, tôi nói tôi giảng đúng, đó là của Phật, mà thật ra là của tôi. Rồi kinh đó mà vị pháp sư khác lên giảng nói tôi giảng đúng, nãy tôi có nói 62 tôn giáo đều nói mình nói chánh pháp hết. Bây giờ Đức Phật đến đây giảng, ngài cũng nói giảng đạo của ngài là đúng, là con tin ai bây giờ? Không tin ai được hết, tin ở mình thôi.
Mà mình ngu si rồi làm sao mình tính được? Cái đó để bữa khác tôi giảng kỹ hơn. Thì tất nhiên phải tín ngưỡng trước. Tin vào một đấng đó mình có thể tin được. Nhưng mà phải có lý trí suy nghĩ. Chứ đừng nhắm mắt mà tin. Cho tới chừng nào mà thấy rõ nó áp dụng vào trong cuộc sống, lợi cho mình, lợi tất cả, thì cái này mình nên theo. Thành ra không tin ai hết, dầu Phật Thích Ca cũng không tin nữa. Thì bữa nào rảnh tôi sẽ nói cái tín ngưỡng và tín tâm. Ban đầu mình ngu, mình phải tin vào một vị. Mà phải lựa vị đó. Lựa cái gì? Lựa cái giới, cái định, cái tuệ. Coi cái đời sống của vị. Quý vị kính Phật Thích Ca là kính cái gì? Phải kính ở cái lời nói pháp của Ngài không? Không. Quý vị kính tôi là kính cái gì? Kính ở cái cuộc sống của tôi. Nếu tôi khuyên quý vị ăn chay trường, mà tôi ăn mặn, quý vị kính tôi không? À, tôi khuyên quý vị đừng có tham tiền, mà tôi đô la vàng nhóc hết, quý vị kính tôi không? À, tôi khuyên quý vị ăn chay trường, tôi phải chay ngọ. Tôi khuyên quý vị đừng tham tiền, tôi không có các bạc nào hết. Do đó quý vị kính là cái cuộc sống của tôi. Nói sao là tôi phải hành như vậy. Thì cái đời sống Phật Thích Ca làm từ một thái tử mà phải bỏ ngôi vua. Ngài đi xin ăn, đêm ngủ gốc cây. Quý vị coi lại cái tiểu sử của Ngài coi. Mình kính là ở cái cuộc sống của Ngài. Thành ra mình muốn nhìn cái vị đó đáng là tôn sư của mình hay không? Đáng là thầy của mình hay không? Mình coi vị đó có đúng giới định tuệ hay không? Người đó có giữ 10 giới hay không? 10 giới rất khó giữ đấy. Nhất là giới thứ 10. Không rớ đến tiền bạc vàng của quý đồ trang sức. Vị đó có nắm tiền hay không? Nắm tiền thì chưa có đúng lắm. Vì này mà không thể tin tưởng lắm. Mà cuộc đời này bây giờ khó kiếm á. À, và giới thứ 9 là không ai sái giờ từ quá ngọ tới ngọ mai phải ăn chay trường. Phải chay ngọ. Ngài ăn 3 bữa là không được. Đức Phật nói là ăn buổi sáng là chư thiên, ăn buổi trưa là Phật, ăn buổi chiều là súc sanh, ăn đêm đó là ngạ quỷ. Tại trong Đức Phật à, chẳng phải tôi đâu, tôi không có bài đặt ra đâu. Rồi giới thứ 8 ai cũng cái thọ, sa di là bắt đầu thọ rồi đó. Giới thứ 8 là không nghe xem hát múa đờn kèn chỗ vui đông yến tiệc. Trong chùa có truyền hình không? Có tivi không? Áo, có điện thoại di động không? Có mấy cái đó là những cái trang điểm. Cái đó là nghe xem hát múa đờn kèn. Cái đó ngoài đời ta còn tránh 8 giới là không được rồi đó. Và giới thứ 7 là không trang điểm phấn son dòng hoa ở quần hào luôn tươi tốt. Vị đó có mặc đồ kate không? Có ủi thẳng ly không? Có đi giày sandal không? Thì đó là cái hạnh của người tu. Thành ra trong kinh nói năm giới thì dễ giữ, mà cái sao không phải là giới mà là năm cái hạnh. Giới thì dễ giữ mà hạnh khó gìn. Hạnh là gì? Là cái tư cách của người tu. Không ngồi ghế cao, nằm giường rộng, chiếu lớn chỗ xinh đẹp. Như tôi mà leo ra ngoài chỗ bán cà phê, tôi ngồi tôi chéo ngoẩy, tôi hút thuốc hòa chú o, coi được không? Còn quý vị làm coi được không? Được. Quý vị mặc đồ tây mà, cái đầu còn tóc mà. Tôi cái đầu trọc lóc, mặc đồ vàng y như Phật mà làm vậy thì không có cái oai nghi, không có cái tư cách của người tu. Tôi móc túi ra nào vàng, nào đô la, nào tiền không, coi được không? Còn quý vị có được không? Được. Chỉ là đời mà. Nói tôi là đạo mà. Nó khác. Thành đó khi thọ giới rồi phải có pháp danh. Còn không thọ giới là không có pháp danh. Quý vị cha mẹ sanh ra thì kêu là gì? Tục danh. Tục là gì? Tục là đời. Cái tên trong đời. Đứa bé này sanh ra không có giữ giới gì. Muốn hút thuốc, muốn uống cà phê, muốn uống rượu, muốn ngã ngớn, muốn vui cười, muốn chửi thề cũng được. Còn khi đã thọ giới rồi là không được chửi thề, không được nói nặng người khác, không nói dối, khoe khoang, đâm thọc, rủa chửi. Thành ra người này nó khác với đời, thành ra mới có tên pháp danh pháp là đạo, là bắt đầu sanh vào trong đạo giải thoát. Thành ra cái đó nó khó, chúng ta mới nhớ heo là năm cái hạnh sao nó không hại ai hết, mà nó hại cho cái tư cách của người tu. Thành ra thời buổi này đã vắng Phật xa rồi. Cái giới lực không ai giữ, cái thiền định cũng không ai tu. Thiền định là phải tu sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, bắt đầu mới có cái thức trong sáng.
thức trong sáng mới nhận được cái bất tử. Thì cái này phải có thầy sáng, có bạn lành. Mà bây giờ cõi đời này giống như là mặt trời đã lặn rồi, đêm không trăng sao. Do đó kinh sách cả nhiều mà không ai đọc được. Mà dầu quý vị đọc, quý vị cũng không hiểu. Mà quý vị không biết kinh nào là của Phật, kinh nào của ngoại đạo, quý vị phân biệt không được. Mà kinh của Phật quý vị coi mà sơ sơ như tiểu thuyết, quý vị coi 1000 năm cũng không hiểu. Quý vị coi rồi tối quý vị phải ngồi thiền. Mà ngồi 1-2 tiếng không ăn thua gì, phải 4-5 tiếng. Rồi quý vị ọc ra, quý vị nghiền ngẫm trong chỗ thanh vắng, nhất là 11-12 giờ phải thức. Rồi cho tới 3-4 giờ thanh tịnh nữ giữ mới nghiền ngẫm hiểu hết. Ở ngoài quý vị làm nổi không? Ngồi 2-3 tiếng được không? 11-12 giờ khuya có thức ngồi không? Ủ khò. Vì muốn làm Phật làm sao được? Còn mấy người xuất gia giờ còn giữ được vậy không? Không. Thành ra chánh pháp nó đã suy đồi. Kinh nhiều, kinh không ăn thua gì hết. Người coi kinh có hiểu hay không? Mà hiểu có thực hành nổi hay không? Đó mới là vấn đề. Thành ra văn rồi phải tư. Mà bây giờ có tư không? Tư là phải ngồi thiền cho nhiều. Đức Phật mà còn phải ngồi 49 ngày đêm Phật á, thì mới đắc quả được. Còn mình bây giờ không có người nào hết. Đức Phật Thái tử mà phải đi xin ăn. Bây giờ mấy thầy tu có xin ăn không? Không, bỏ hết. Rồi sau khi hiểu rồi phải thực hành trong cuộc sống mình. Cái này tôi xin thưa, tôi làm cũng chưa được nha. Đừng cái này mới thật sự là thánh đấy. Tôi nói được, tôi nghiền ngẫm được, tôi có thể giải thích nó hơi sáng tỏ. Nhưng mà sống được với cái giải thích thì tôi nói trời ơi ạ, quý vị đừng có tin tôi. Chính tôi còn không tin tôi nữa. 40 mấy năm trời tôi suy gẫm cái vấn đề sanh tử này, chết sống như nó. Tôi không làm cái gì hết, tôi tối ngày cứ coi kinh, ngồi thiền để tìm hiểu nó. Bây giờ hơi hiểu hiểu rồi. Nhưng mà sống được với cái hiểu biết thì tôi phải kêu trời. Cái tập khí mình nó đã quen rồi, nó cứ trở lại hoài. Thành ra tôi mới hiểu tại sao mà Đức Phật khi mà đắc quả rồi, Ngài muốn không đi giấu á. Tôi hiểu rồi, bây giờ sống là sống không được. Nó cứ quen rồi. Thành ra trong kinh mới nói khổ đó. Cuộc đời không có khổ. Mà khổ là do tập. Mà tập là cái gì quý vị biết không? Tập là ghiền, là nghiện ngập, là dính mắc. Đừng dính mắc cái gì hết, đó là Phật. Mà quý vị đã đừng dính mắc cái gì hết được không? Không. Tôi thì bây giờ đừng dính mắc bên ngoài được đó. Thuốc không hút, rượu không uống, tiền bạc không xài. Nhưng mà dính mắc cái cảm giác lạc thọ, khổ thọ. Cái này nó lân lân, nó sướng lắm. Mà nó đâu có hại ai. Nhưng mà nó hại mình. Phải dính mắc một cái gì thì còn trở lại cái đó. Tôi không còn dính mắc cha mẹ, vợ con tôi không có. Ha, tiền bạc tôi không. Nhưng mà dính mắc cái cảm giác lạc thọ, khổ thọ. Khổ thọ thì ít mà lạc thọ rất nhiều. Mà bỏ cái lạc thọ thì làm sao sống? Trời, cái này nó xuống nhất. Thành ra thời buổi này khó đắc là vì Phật đã tịch lâu rồi. Cái gốc đã mất rồi. Cái đầu con rắn đã mất. Chúng ta còn cái đuôi cái con ngoe hoài. Thì kinh bây giờ tràn lan. Hồi xưa thời Đức Phật chúng ta nên nhớ không có một quyển kinh. Đức Phật thuyết qua rồi thôi. Rồi kết tập lần thứ nhất cũng chưa có kinh. Kết tập lần thứ hai cũng chưa có kinh. Kết tập lần thứ ba thì giáo hội phân ra tới 60-70 đoàn. Mỗi người giảng kinh Phật mỗi cách nhau, cách khác nhau. 60 người giảng 60 cách rồi bắt đầu tranh cãi nhau. Tôi đúng, ông sư kia nói tôi đúng, ông sư nọ tôi mới đúng. Thế là chia làm 60 phái. Thì mới có đại thừa là 20 bộ phái. Mới có tiểu thừa là 18 bộ phái, 38 giáo đoàn. Bây giờ cũng giống như vậy. Rồi bây giờ quý vị tin ai? Không tin ai được hết. Thành ra quý vị phải coi gì đâu, có giới, có định, có tệ không? Thì tạm nương thôi. Đó là thầy hù thôi. Quý vị biết, quý vị sống đây bổn sư thật sự của quý vị là ai quý vị biết không? Bổn sư của mình là ai? Phật Thích Ca phải không? Vậy là ai? Phật Di Đà phải không? Phải không? Ai là tôi? Không phải nốt. Phật mà ai giúp cho quý vị thành Phật, người đó là bổn sư của mình. Ai làm quý vị thành Phật? À, chính mình. Như vậy bổn sư của mình chính là mình.
Mà kẻ thù lớn nhất của mình là ai quý vị biết không? Ai làm quý vị xuống địa ngục? À, cũng chính mình. Thành đó bây giờ trở về với mình. Mà mình là gì ha? Chết. Tôi là Phật, mà tôi cũng địa ngục, mà tôi cũng là trời, mà tôi là cái gì mới được? Về suy nghĩ ha, về tới tôi hỏi ha. Tôi là tôi hỏi tới nơi à, nói cái gì phải nói cho rành. Nói mà danh từ là tôi không chịu, phải nói cho rành. Ở địa ngục cũng do tôi, làm Phật cũng do tôi, cõi trời cũng là do tôi. Nhưng mà tôi là cái gì? Tôi từ đâu đến đây? Rồi khi chết rồi tôi đi về đâu? Nếu còn cái linh hồn tôi ở đâu? Ngay bây giờ tôi có thể nhận được nó không? Nó xanh đỏ hay trắng vàng? Nó bao lớn? Thì quý vị phải tìm ngay bây giờ và tại đây.